Lo Đinh Lan nói trước nè, mày đừng có học đòi theo Nguyễn Phương Hằng, chửi lãnh đạo. Mày lợi dụng cái việc mà chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xin từ chức, thôi chức chủ tịch nước, mày lên đó mày tấn công, mày nhục mạ người ta nha. Mày đừng có cái thói mất dạy đó nha. Để Đinh Lan mở cho mọi người xem cái giọng lưỡi mất dạy đó nè. Trời, nhìn cái mặt bà ác nha, cái con dâm loạn điên loạn Nguyễn Phương Hằng nè. Mày mê thằng Võ Hoàng Yên không được, mày lên cuồn cuộn hơn 9 tháng trời ha. Mày tấn công Việt Nam này, mày chửi bới hết giới nghệ sĩ, mày lôi đó mày chửi người ta. Nó thấy ai ngã ngựa là bắt đầu nó học đòi theo, bắt đầu nó tấn công người ta. Hiện tại Đại Nam bây giờ đã bàn giao cho chủ mới, khẳng định 100% Đại Nam đã bàn giao cho chủ mới, khu du lịch Đại Nam đã bàn giao cho chủ mới. Hiện tại bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, là tên thường gọi là Nguyễn Phương Hằng, đã nợ là hơn 17.000 tỷ, chính bả là người ký nhận. Rồi bây giờ cái khu dân cư ở Trân Thành Bình Phước thì hiện tại bây giờ nó có 400-500 đơn thư tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về cái tội là lừa đảo bán đất khi mà có ông Võ Hoàng Yên ở đó. Làm như vậy là vô đạo đức nha, là mất dạy, là vi phạm pháp luật đó nha. Nó thấy ai ngã ngựa là bắt đầu nó học đòi theo, bắt đầu nó tấn công người ta. Làm như vậy là vô đạo đức nha, là mất dạy, là vi phạm pháp luật đó nha. Đó, kính thưa quý vị, con Đinh Thị Lai Láng nó đang nói chính bản thân nó đó quý vị. Nó nói thấy ai ngã ngựa là tấn công, là vô đạo đức, là mất giái. Nhưng mà quý vị thấy không, từ khi chị xe Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam tới giờ, có ngày nào mà nó buông tha đâu quý vị. Quý vị thấy không, nó hết đăng tác cộng đồng, nó đăng tác cộng đồng chưa đã, rồi bắt đầu nó lên clip nói, nó nói trời, nó nói đủ điều về gia đình người ta quý vị ha. Rồi cái đòi thưa, rồi nó bắt người ta đi tù chung thân rồi các kiểu, quý vị thấy không. Thấy cái con người của Đinh Thị Lai Láng này nó rất là ghê quý vị ha. Đó. Mà những cái thành phần này quý vị, nó không bao giờ nó yên đâu ha. Rồi ngày hôm nay nó lên một cái clip, nó lên một cái clip, nhưng mà nó không đưa cái bản mặt cờ hó nó lên. Ê, quý vị, nó lên một cái clip, nó chọn cái giọng nói của nó đầu đủ quý vị, nó chọn cái mỏ nó nói như đó, đó, mà nó nói về một cái kênh là Đại Long An hay là Đại nào đó ở Long An đó, mà nó người trên cái clip người ta nói những vấn đề của ông Võ Văn Thưởng, chủ tịch nước vừa xin từ chức, người ta nó phân tích bình thường thôi quý vị, mà nó vô để nguyên cái tiêu đề nó nói là lờ sờ Đại Long An tấn công chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vì trước đây .. nó nói trước đây là ủng hộ cho chị xe Nguyễn Phương Hằng á, nên bây giờ là tấn công ông chủ tịch nước, trời ơi, săn bậy. Người ta chỉ nói là những cái người nào mà từng nhắc tới chị xe Nguyễn Phương Hằng là hay giống như là bị tam tai đó quý vị, gặp cái này gặp cái kia đó quý vị ha. Nhắc đi về chị mà dùng biện pháp này biện pháp kia mà làm với chị đó là dễ bị tam tai đó. Nó người ta nói đơn thuần vậy thôi. Trong đây thì Đinh Lai Láng mới dẫn dắt mấy u mê ghi là Đại Long An tấn công chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tấn công là tấn công cái gì cha nội? Clip ta nói. Quý vị có muốn nghe quý vị vô kinh của Đinh Lan quý vị, có cái clip mình cũng mở lại đây, nó dài dòng quý vị ha, mà nghe đi quẩn đi quẩn lại cái câu chuyện không có gì trơn, mà vô cái miệng của Đinh Lai Láng nói người ta tấn công. Rồi đã viết một cái bài dài thòn: đất nước Việt Nam loạn giặc mạng từ khi xuất hiện Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng từ 3 năm nay. Nó giặc mạng là sao hả? Không phải đất nước Việt Nam bị loạn về giặc mạng đâu nha, mà từ cái thời dịch bệnh Covid là người dân ở nhà, người ta không biết làm gì, người ta cứ cầm cái điện thoại người ta xem thôi, không xem chương trình này người ta cũng xem chương trình khác. Rồi cái bùng nổ câu chuyện xe Phương Hằng thì nhiều người ta quan tâm, bây giờ lòi ra tùm lum tùm la mới biết bộ mặt thật của những cái người kia đeo mặt nạ rớt ra tùm lum. Chị xe Phương Hằng chỉ nói nhiều câu, bây giờ thích ứng lại là rất đúng quý vị ha, quý vị ha. Đinh Lai Láng thì nó viết trên cái bài của nó dài thòn lòn quý vị. Rồi trước khi nghe cái bài của Đinh Lai Láng thì Lý Lắc mở những cái đoạn clip mà bên biên tập viên người MC của Thông tấn xã Việt Nam họ nói về cái vấn đề của ông tịch nước nha quý vị nha. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay ngày 20 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét và cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Thứ nhất, đồng chí Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.
Tuy nhiên, vừa qua, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của đồng chí Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân đồng chí. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ vào quy định hiện hành của Đảng, nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Đi sớm mà còn 2 năm nữa. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực nhận hối lộ gây hậu quả rất nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, thực hiện quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Rồi tụi bay sẽ thấy cả nước sợ chưa? Quá sợ rồi đúng không? Cho nên á, dài coi như là 1-2 tháng á, là có một người đi tù, dài tháng nó có một người quan chức đi tù. Còn nữa, tin tôi đi, còn nhiều lắm nha, dài dài luôn, một sự im lặng đáng sợ. Đó quý vị, thấy không? Chị Nguyễn Phương Hằng chỉ nói giống như là một nhà tiên tri quý vị, nói gì có cái đó quý vị ha. Đó, đâu có nên la lắng gì, nó đăng cái đoạn cái đây nó ghi nè quý vị. Nó ghi là ngày 16/3/2021, Nguyễn Phương Hằng, Quỳnh Anh Dũng tổ chức họp báo mời hơn 200 báo đài và YouTuber đến buổi tọa đàm doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Nội dung toàn nghe Nguyễn Phương Hằng ca ngợi về mình và tố một lãnh đạo cấp cao của thành phố Hồ Chí Minh gạ tình, gạ bà Hằng, đổi tình dục lấy chữ ký và đất đai ở Thủ Thiêm năm 2021. Cái câu chuyện này nó lâu rồi. Cái câu chuyện cái vụ đất Thủ Thiêm năm 2001 chứ 21 gì, 2001. Lâu lắm rồi. Thời con chem chép của mày nó mới mọc mấy cọng thôi à. Giờ con chem chép mày nó thâm đen thù lùi rồi, nó hôi rình nữa rồi à, mà mày nhắc cái câu chuyện này chứ vậy hả? Mà câu chuyện này là câu chuyện có chứ không phải có đâu. Thường thường á, mấy thằng cha mà biến chất á là rất là mê gái, đúng quý vị, mấy cha biến chất là thường thường kèm theo là mấy gái. Ủa trời ơi, có một chút chức lên bắt đầu biến chất, đầu mấy gái, mê gái là bọn cho tiền gái ăn, tại mình già mà muốn có gái trẻ mà có tiền, mà có tiền thì làm lương thì nhiều tháng đúng không, phải tham ô, phải lại kia biệt bợm. Ví dụ vụ đất Thủ Thiêm đó quý vị là đi rất là nhiều, quý vị thấy không, đất Thủ Thiêm đi rất là nhiều. Lý Lắc hồi xưa sống ở quận 2 nè, đất Thủ Thiêm nè quý vị, là sống ở đường Trần Não nè. Lý Lắc ở Sài Gòn, từ ở dưới Cần Thơ lên Sài Gòn ở năm 1991 ở quận 2, ở gần Phà Cát Lái như quý vị nha. Hồi xưa ở quận 2 mà ai biết có tiệm xe cây Ba Đậu là biết. Rồi sau đó Lý Lắc lên gần ngã tư Trần Não ở, rồi sau này lên cái khu mà Liên Đoàn 8 ở, rồi gần ở một cái khu gần cái công ty điện lực của quận 2 nữa quý vị. Đó. Vụ Thủ Thiêm là đi nhiều lắm. Mà cái chuyện gạ tình là có bình thường. Chị sẽ ăn Phương Hằng đấy mà nó cái thời điểm năm 2001 là lúc đó chị còn trẻ nữa, chị còn đẹp nữa. Bây giờ chị còn đẹp mà không chi lúc đó. Quá đẹp đi đúng không? Gạ tình là bình thường đó. Mà người ta nói cái cửa đó mà người ta đâu có nói tên đâu, mà nói cái năm đó mà mày bây giờ mày moi lên vậy hả? Mày đắp một cuộc tình đi, mày moi mày nói hoài vậy hả? Rồi kết thúc buổi tòa đàm không có báo nào viết bài về bà Nguyễn Phương Hằng, nên bà ta dùng hàng trăm YouTuber đi tuyên truyền thay mình. Ê, cái bữa mà lên chỗ chị Nguyễn Phương Hằng đó không có báo chí gì chứ ha, là chứng mà cũng không thấy mà 200 người, có mấy chục người giống vậy, mấy chục người YouTuber đây, còn bao nhiêu những người vòng vòng đó, người ta ngồi khán thính giả là ngồi ta nghe thôi ha, ta tọa đàm được thôi ha, không có báo chí được chứ. Rồi nó ghi là thứ hai cả gần 100 năm ơi, cả gần một năm bà Nguyễn Phương Hằng chửi ai thì các YouTuber chửi người đó. Chửi là như thế nào?
hay là phê phán là như thế nào, hoặc là bình phẩm là như thế nào, hoặc là tranh luận đó, thì sum cái cộng đồng mạng, cõi đồng mạng lên thì nó mới moi ra được rất là nhiều thứ đó. Nó quý vị moi ra được rất là nhiều thứ luôn, trong đó là thần y bị bợm nè, rồi chữa bệnh nhà tôi ba đời nè ha, rồi các nghệ sĩ phải lên xin lỗi về vấn đề mà quảng cáo sai sự thật, về những vấn đề mà thuốc trị bệnh gút tiểu đường các kiểu ha, lừa bịp người già không gì, người già nó rất là dễ bị dụ. Lý Lắc nói với quý vị luôn nè, mẹ vợ Lý Lắc hiện đang bị vấn đề gì, đau nhức xương khớp, mới là không đi bệnh viện. Người già thường thường người ta ngại đi bệnh viện đó, ta thích tự mua thuốc ở nhà, cứ đi ra mua thuốc, thuốc uống cái tiệm thuốc bán, có những cái chỗ họ bán coi như chỉ cái thuốc giảm đau thôi, mà uống thuốc giảm đau thì nó sẽ gây ra là mục xương đó, là hiện giờ là bác sĩ bệnh viện Hòa Hảo là chẩn đoán là đang bị mục xương. Nếu như uống thuốc nửa tháng nó không hết là bắt buộc phải đi mổ, bây giờ cái chân teo lại luôn quý vị, rất là tội nghiệp, chân teo lại luôn. Nếu như quý vị coi kênh của Lý Lắc mà quý vị nào mà có cái thuốc gì hay là như thế nào đó thì chỉ dẫn dùm cho Lý Lắc để mà giúp cho mẹ vợ Lý Lắc trong trường hợp này ha. Nói chung là bị đau xương khớp gần một tháng nay là bà đi lại rất là khó khăn, có khi đi toilet là đi giữa đường đi toilet và té luôn. Nhà thì hai ông bà già lớn tuổi ở dưới Bình Dương đó quý vị, cái đường xuống nhà chị Xeo Phương Hằng đó, ở dưới đó rồi. Thì quý vị cũng biết á, trong cái vấn đề chị Xeo Phương Hằng moi ra được rất là nhiều thứ đó, chữa bệnh bị bợm nữa ha, rồi giữ tiền người ta. Nào quý vị, đây là có một cái trang tin đó của cảnh sát hình sự, họ đưa một tấm hình này để mà họ có sự so sánh. Họ nói là Đen Vâu ra cái MV nhận được 369 triệu, anh ta mới bỏ thêm cho tròn lại 400 triệu để anh ta làm từ thiện, đó là tiền túi của người ta nha. Rồi Độ Missy là fan donate tiền được 3.1 tỷ, làm tròn thành 3.5 tỷ để làm từ thiện. Đó là những người nghệ sĩ và những người làm YouTuber. Đen Vâu là một nam ca sĩ hát những dòng nhạc rock. Độ Missy là một người làm YouTuber lâu năm và rất có tiếng, kênh triệu view. Còn bên dưới ta so sánh là dưới là chị tao, chị Tiên Lút đưa 6.500 cho người dân nhưng miệng lại bảo làm tròn là 5 triệu. Đó. Còn bên đây là chú tao là Hoài Linh nhận hơn 14 tỷ tiền từ thiện của mọi người nhưng định coi như là tròn thành số 0. Đó quý vị, thấy quý vị thấy sự so sánh chưa? Đó. Mà những cái sự việc, những cái câu chuyện, những cái lẽ phải như vậy thì con đinh lai láng nó không binh, là nó đi vô nó binh cho những cái sai trái của cái cuộc đời này. Nó lạ lùng những cái gì ha. Nó viết nè, bà Nguyễn Phương Hằng chửi ai YouTuber chửi theo, có 10 người chúng tôi tố cáo bà Hằng nhưng có 3 người là một ông chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh ha, rồi bà Nguyễn Thị Doan ha, rồi ông Phan Viết Lượng ha, này kia kia nọ, thì không tố cáo bà ta. Thì bây giờ á, cái thật sự cái trong cái câu chuyện này á, chị Xeo Phương Hằng chỉ lên chỉ nói thôi, trách hờn thôi, chứ chị không lẽ là phải dùng cái câu chửi. Chửi là như thế nào? Chửi là những cái từ văn tục, những cái từ thô bỉ, bỉ ổi mới là chửi. Còn cái này chỉ lên chỉ trách hờn thôi. Tại sao từ lúc xưa là như vậy mà bây giờ để những vậy mà không xử lý, ta chỉ trách hờn thôi. Đinh Lai Láng có biết thêm nè, hôm nay ngày 20 tháng 3 2024, ông Võ Văn Thưởng xin từ chức chủ tịch nước, thì nhiều kênh YouTube ủng hộ Nguyễn Phương Hằng đã lập tức lên tấn công ngay. Ôi trời ơi, tấn công cái gì, tấn công làm sao? Rồi mình làm cái clip này bảo đảm nó đăng lên, nó nói mình tấn công chủ tịch nước, nó ghê đó. Cái gì tấn công là cái gì hả? Mà trong khi đó chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cái nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026, đó là nhiệm kỳ 5 năm, mà bây giờ nó mới năm 2024 là coi như là xong, gãy gánh, cái gì, gãy gánh ngang xương, đó, thì phải có một cái vấn đề gì thì mới phải bị khai trừ ra khỏi đảng chứ, cái gì, đúng không? Về hưu non thì nó khác, còn này là khai trừ khỏi đảng luôn, vi phạm điều luật, điều lệ của đảng, đó, mình là một người làm chức cao rồi, mình là một người đảng viên phải là trong sạch chứ, đúng không? Mình bước vào hàng ngũ của đảng là mình bản thân mình phải trong sạch, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, đúng không? Chứ đâu phải mình bước vô rồi mình làm những gì sai trái, bị sai trái là mới bị khai trừ ra khỏi đảng, mà đã bị khai trừ ra khỏi đảng là bắt buộc là phải có một cái tội gì rồi, đúng không? Mà rồi ngày hôm nay mày nói lên nó người ta tấn công, mà trong con clip của cái clip mà chia sẻ mà Đinh Lai Láng chia sẻ, thấy người ta nói bình thường mà có tấn công gì đâu, tấn công là tấn công, sao tấn công là phải là chửi bới mạ lụy dùng vũ lực
bom xăng rồi gạch đá tạc sơn hăm dọa hù dọa gì kia, hung khí rồi mình là tấn công, sức nặng dùng từ tấn công vậy, phải nói là phản biện là tranh luận vậy thôi. Đoạn clip này của Lê Minh Đạt, chủ kinh Đại Long An, Đại Sài Thành làm nhục mạ ông Võ Văn Thưởng thậm tệ và lôi Đinh Lan vào cuộc. Sao mày cứ suốt ngày mày cứ mày lôi cái chuyện ức ơ đâu, xong mày đưa gắn cái tên mày vô, mày cứ mượn danh người này mượn danh người kia, mày không có gắn được với ai, mày chỉ gắn ở trong trại thôi ha. Tao nhắc lại một lần nữa cho tụi bay nghe nè, mẹ nuôi của tao là mẹ ruột của chị Năm Thu, và tao nhắc lại một lần nữa cho Đinh Lan nghe nè, cậu nuôi của tao là chủ trại giam ha. Mày vô đó đi gặp cậu tao cho mày thấy cảnh gì mà đây. Vì ông Võ Văn Thưởng lúc làm thường trực ban bí thư đã lên án Nguyễn Phương Hằng, cho nên hôm nay ông từ chức nên tên Đại Long An lên tấn công nhục mạ. Mày nghe kỹ chút clip, mày nghe kỹ trong đó là nhục mạ cái câu nào, mày giải trình mày giải thích giùm tao đó. Mày viết ra cái từ ngữ là nhục mạ cái câu nào chứ tao nghe không thích cái câu nào nhục mạ chứ, có gì mà nhục mạ chứ. Kênh YouTube Đinh Hoàng Nhân thì giật tiếp, người từng lên án bà Hằng đã từ chức chủ tịch nước. Thì đúng rồi, ông Võ Văn Thưởng từng lên án với cái câu chuyện của chị CEO ông Phương Hằng, đúng không? Mà ông từ chức chủ tịch là đúng, người ta viết đúng, người ta đâu có sai sự thật đâu, đúng không? Kinh Đại Sài Thành thì giật tiếp kèm hình của ông Võ Văn Thưởng rằng biến lớn, chị Tây Lan theo bác Thưởng luôn sao? Mày tức cái gì dính vô tên mày tức đúng không? Mày tức lắm không? Tức thì mày vô toilet á, mày làm mày lấy cái tô với cái muỗng mày vô mày làm một tô mứt mày ăn cho mày đỡ tức. Mày tức thì tại sao sao mày lên mày nghĩ mày lên mày chửi người ta, mày mắc mày miệt thị, mày nói gia đình Đại Nam, nói vợ chồng con cái người ta, công ty doanh nghiệp ta không ra quay hệ thống gì chứ, clip của mày còn đầy kìa, mày vô mày coi coi, mày coi rồi lại mày coi cái tư cách đạo đức của mày có tốt hay không hả, rồi mày coi là cái lối sống của mày đã đúng hay chưa hả, coi là cái tư duy cái bản tính của mình á, rồi sau này á mình có dạy con cái mình nên người được hay không chứ mày cứ bài hải cái giọng mày cứ la cái ché giọng mày là giọng đi chửi lộn mướn giọng mày là cái giọng mà đi cãi lộn mướn giọng mày là không có làm được chức vụ gì chứ rồi trước là nó khoe nó có vườn cây dược lý trị liệu là mấy ngàn hecta, rồi ông này gửi nhờ đất cho nó ở Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Nghĩa, Đà Lạt, Lâm Đồng. Rồi nhưng mà thôi, Lan bỏ hết, Lan quyết định theo chồng qua Mỹ. Cái thời điểm mà nó nói qua chồng theo chồng qua Mỹ đó quý vị, thời điểm đó là nó like trên cái kênh của Nam Quang, là nó đang tưởng tượng, nó đang giống như là thủ dâm tư tưởng quý vị, nó tưởng đâu là Nam Quang sẽ hốt nó qua bên Mỹ để mà cưới nó. Xong rồi nó hốt nó dựng lên một câu chuyện giống như chuyện có thật, nó sẽ đưa con cái qua bên đó. Nó khoe con nó nhiêu tuổi, ba bốn đứa, nó sẽ đưa qua đó. Nhưng mà bây giờ nó còn đang bận lắm, nó đang bận lắm. Chắc nó qua chắc chưa được đâu. Có lẽ là phải đi về thì cực quá. Nó đang học một cái lớp trồng cây dược lý trị liệu, còn đất đai ở đây, rồi nó đang học theo đuổi học ngành luật 5 năm nữa. Mày học ngành luật mà thì mày ngu thấy bà luôn. Mày lên mày viết những cái từ ngữ mày lèo lái mà. Mày nhắm mày qua nổi nhà báo Hàn Ni với ông luật sư Trần Văn Sĩ không hả? Mày nhắm mày học luật bằng mấy người đó không hả? Ông kia là coi như là ở Vĩnh Long á, là còn mở một cái trường dạy nè hả? Còn Hàn Ni lên trên cái kênh của nó còn dạy online nữa đó. Mày nhắm cái luật bằng người ta không, mà người ta còn vô trong trại kìa. Mới có sơ thẩm nữa con, còn phúc thẩm nữa. Một đứa thì coi như y án chấp nhận 18 tháng, còn ông vô liêm sĩ thì đang kêu là bớt xuống đi. Giờ già lắm cẩm rồi, già lắm cẩm thì câm mẹ cái mồm đi, già lắm cẩm còn lên trên mạng chi, già lắm cẩm còn lên bịa đặt, già lắm cẩm mà lên nói người ta là hừng nắng, rồi hằng lò tôn một cái kiểu, lắm cẩm quá ha, lắm cẩm mà biết cái lò tôn nữa. Bởi vậy giờ vô đó suốt ngày nghe câu lò tôn trong đầu á, già lắm cẩm có nhiều bệnh trong người nữa, mày bệnh trong người không lo đi chữa bệnh đi, bệnh trong người lên mạng ngày nào cũng lên đó, đám tụi bay rất là ghê. Có clip xì xe Nguyễn Phương Hằng nữa nào cái gì, tụi bay đi chống đối với bà Nguyễn Phương Hằng đâu có nghĩa gì đâu. Bà Hằng chỉ nói lên tiếng nói với một người dân lương thiện thôi, tụi bay đi chống đối với tao thì chẳng khác nào tụi bay gây lộn với cái đầu gối rồi. Hay. Đúng không, nhìn xuống cái đầu gối mà gây lộn. Hay. Bởi vì sao, tao chỉ
nói những điều đúng thôi. Còn cái nơi tụi bay cần bảo vệ là tụi bay phải chứng minh làm sao cho cái đối tượng tụi bay bảo vệ là những cái đối tượng trong sạch đàng hoàng tử tế, không có tết ô. Đó là thần tượng của mình phải là sạch sẽ trong sáng. Hay quá. Chị Hằng chị nói chuyện vậy bởi vậy ai mà không ghiền của chị ha. Trời ơi, Lý Lắc có những người bạn của chị. Có cái anh bạn ha, anh làm chung cơ quan, lâu lâu mới gặp ảnh, hỏi anh dạo này anh có theo dõi câu chuyện của chị xem với Phương Hằng đó. Đêm nào tao cũng coi. Coi tao thức nguyên đêm, sáng tao mới đi làm. Ủa coi mà hàng đêm luôn, ổng ghiền á. Mà ổng gì biết không, từ khi câu chuyện xem Nguyễn Phương Hằng bùng nổ ra là ổng nghỉ chơi rất là nhiều người bạn. Bạn ổng làm trong giới showbiz luôn gì, nhưng mà nghỉ chơi luôn, không làm chơi. Tại vì sao? Ổng biết được trong giới showbiz là những người kia sai trái hoàn toàn. Những người trong giới showbiz đa phần là họ sẽ đi kêu gọi từ thiện, rồi ông đánh một đánh bóng tên tuổi, hai là có tiền bỏ túi nè, rồi á lại là đi cái kiểu giống như là gọi là bán đồ đấu giá á, rồi quảng cáo bậy bạ á, chứ diễn này cũng đâu như tiền, làm này làm kia quơ quào đủ thứ. Cái dụ gọi người ta gọi là cái show, có show này show kia là đi ha, có show vụ này cũng đi luôn á. Đó, quý vị thấy không, con Hiền Hồ vụ G63 đó quý vị nè, vụ show này nè, con Đinh Lê Láng nó xấu quá, nó đâu ai kêu nó đi show vậy quý vị. Nó nhà trời ơi, cái già bây giờ cũng khôn cái mồ, nó kiếm gái thơ cái trẻ, cái đâu kiếm mày, cái con ắt ơ mà 3-4 đời chồng, 8-9 đời chồng, đúng không quý vị ha. Rồi vợ vô phật ghê hôi hám, nghe cái clip chị xem cũng hàng nó không gì. Quý vị để ý đi, có một cái thằng quan chức nào đi tù mà người dân người ta xót thương, hay người ta hả hê, người ta đã đời vì làm mưa làm gió, coi nhân dân như một công cụ và vơ vét đủ kiểu. Cuối cùng đi tù có người dân nào xót xa không? Hay người ta chửi thúi mặt, hay là gọi rửa cả dòng họ, cũng không bao giờ coi như là rửa được những cái nhục nhã mà dùng chức dùng quyền để coi như là thu tóm tiền bạc quyền lực để đè đầu cởi cổ nhân dân. Sống một kiếp người ngắn ngủi lắm, nhưng tôi rất tiếc là có những người họ nhẫn tâm vô cùng, cứ để nhân quả đi, đời mình, đời con mình, đời cha, đời cháu mình, còn bao nhiêu thế hệ nữa nó sẽ ăn đầy đủ những cái gì mình gieo cho nhân dân. Mình gieo tội ác với nhân dân, mình vu khống cho người ta, mình làm những điều mình ban quả cho người khác thì sẽ một ngày nào đó tới mình. Bằng chứng là chủ tịch Bình Thuận đó phạt tới 7,5 triệu đó, bây giờ đi tù nhục nhã không, hả hê chưa, cũng dùng quyền lực của mình coi như là bạc tình bạc nghĩa với nhân dân. Nếu một người có lương tâm á, cái công của tôi giúp đỡ cho Bình Thuận có đáng để phạt tôi 7,5 triệu hay không, làm nhục tôi cho bằng được, bây giờ đi tù nhục chưa. Đó, nhân quả là rõ ràng đó, thấy chưa, rõ luôn. Trong ban ngày tôi cũng ráng, tôi sống tôi chống mắt lên, tôi coi những kẻ vô tâm vô tình. Có những kẻ như thế này nè quý vị, ngày xưa chỉ là một thằng con rít ranh thôi ha, gặp tôi á là phải khúm núm nha. Một cũng chị Hằng, hai cũng chị Hằng, chỉ là một thằng tà lọt thôi. Bây giờ lên chức này quyền kia, làm cha làm ông, thử chống mắt lên coi tương lai sẽ như thế nào. Mày đủ phước để mày coi như là ngồi lên đầu thiên hạ hay không? Bởi vậy tôi đó thật là mỉm cười, khi á cho người ta được tiền bạc quyền lực đi thì mới biết con người ta là con người như thế nào. Còn khi nó chưa có tiền bạc với quyền lực trong tay á, nó dễ thương lắm, nó rất là dễ thương. Nhưng khi nó có đầy đủ rồi đó, nó muốn làm cha mình, nó muốn ngồi trên đầu mình, nó muốn dạy dỗ mình mới ghê chứ. Hay thôi gì gì hay xèo quá, quá hay đúng gì ha. À còn Đinh thì lai láng mà nó coi cái clip này, bắt đầu nó nói mình là chống phá rồi này kia nữa không quý vị ha. Nhưng mà cái này là nói cho những cái người mà làm sai, còn cái những còn những người mà làm trong sạch thì mình đâu có nói được người ta gì đúng không? À, những người trong quan chức thì có những người làm sai thì quý vị chúng ta đã thấy là pháp luật đang xử lý đúng không? Rất là nhiều, giống như vụ ông Lưu Bình Nhưỡng đi ha, rồi chủ tịch này chủ tịch nọ gì không, rồi vụ Việt Á, rồi vụ Vạn Thịnh Phát ha, rồi đang một cái vụ lớn nữa ở ngoài về Vĩnh Phúc nữa, quý vị đang vụ rất là lớn quý vị nha, đang bùng nổ cái vụ đó nữa. À, nhiều vụ lắm bộ. À, đọc cho quý vị nghe bài thơ nha, hôm nay làm thơ. Thơ à. À, thằng Yên lừa đảo nhiều năm
ai là quan chức âm thầm chống lưng. Bây giờ bế chuyện dưỡng dưng, hai viết xin lỗi xem chừng gió bay. Năm thằng chú tiểu ai bày, một cô cha mẹ lên đài thi ca. Lấy lòng thương hại người ta, kêu gọi từ thiện. Dỗ cha chú Hề. Bà Hằng chỉ kể giấc mơ, đứa nào nhột nhạt thì về sao kê. Chứng minh trong sạch lời thề, 50 tỷ bạc phủ phê cả dòng. Rama một mớ bồng bông, toàn là lừa đảo dối lòng ăn dơ. Bà Hằng tố nhiều bất ngờ, ngã nghiêng bật ngửa thẫn thờ hiểu ra. Thật buồn cái kết Rama khi người chính nghĩa phải 3 năm. Cái gì ha? Đó thì một bài thơ ngắn dành cho tất cả quý vị. À, thì còn cái câu chuyện của con Đinh Thị Lai Láng thì đâu quý vị sao bó tay ha. Nói, bây giờ quý vị thấy cái kênh nó đăng không ai thường xem, không ai thường coi, nó đăng tào lao, nó búa xu gì. Con này giờ nó mới cùng đường rồi ha. Có người vô kênh đó là kêu là đưa bằng chứng xuyên tạc của bọn chúng cho công an. Xuyên tạc cái gì? Những cái gì đăng trên đây an ninh mạng họ đều coi á. Những cái kênh như thế này là an ninh mạng coi rất là nhiều. Chắc chắn là kênh Lý Lắc cũng sẽ có an ninh mạng họ xem. Đúng không? Nhưng mà mình chỉ phản biện những cái nào trong lĩnh vực của mình. À, mình không có bước vào cái làn ranh đỏ để mà vi phạm pháp luật. À, quý vị ha, mình chỉ nói trong khuôn khổ là những cái người nào đang làm những cái điều sai trái, sằng bậy, đáng lên án mình phải nói. À, đó, quý vị thấy không? Giờ trên mạng có những cái đoạn clip ngắn ngắn người ta đăng lên. Như mấy đứa nhỏ chạy buông tay, buông chân, người ta quay phim người ta đưa lên. Đó, thấy không? Công an vào cuộc liền. Đó, phải có những cái người như vậy. À, chứ không phải là tố giác tội phạm mà trở thành phạm tội đó. À, mình đang đưa những cái bằng chứng chứng cứ mà Đinh Lai Láng suốt ngày là dẫn dắt dư luận nói những điều sai trái. À, và khi chị CEO Nguyễn Phương Hằng với ông Quỳnh Vĩ Dũng, người ta đã im lặng rồi mà suốt ngày ngày nào cũng lên nói người ta. À, tại sao mình muốn người ta im, những cái YouTuber không nói gì về mình nữa thì mình phải im chứ, đúng không? Thì mình cứ suốt ngày đó cứ moi hết ngày này chửi 10 kênh rưỡi, 30 kênh, 40 kênh. Nó riết rồi quý vị, nó riết, nó hoài luôn. À, nó hoài thì cho mày nghe hoài luôn. À, mày nghe cô Lý Lắc nói chuyện đã, nghe cô Chính nói tiếp. Mời cô Chính nói được cô Chính. Dạ kính thưa quý vị, cho chính Tiền Giang tiếp tục về cái phần drama của Đinh Thị Lan nha quý vị. Thì coi như là Chính muốn review lại với quý vị. Là nếu mà ba người đàn bà đó mà đi đâu mày bắt, hay là ba người đàn bà mà đi vô trong khám này nọ đó, quý vị lo lắng cho ai và ai được đón tiếp nhiều là Chính đã nói rồi đó. Thứ hai, nếu Chính là một trong những người làm quốc hội đó, Chính sẽ mở rộng vòng tay đón cô. Hoặc là một cái người nào mà có công, có đức gì ở miền Nam mà ra có tiếng có tâm mà Chính biết được đó, Chính sẽ mở rộng vòng tay đón tiếp người đó. Một người con ở xứ xa tới hoặc là ở miền Nam tới ra, trời ơi mình giống như nhà tổ đó quý vị. Thành ra không có làm sao mà gọi là nghi kỵ hay lệch lạc cái tư tưởng cho rằng tôi nịnh nhà giàu hay là thế này thế kia quý vị. Sai không? Ha? Mình mà không hiểu những cái điều như vậy mà tối thiểu mà mình không hiểu, làm sao mình hiểu được những cái người mà ở trong một cái hoàn cảnh còn hơn như thế nữa, làm sao mình hiểu được cái gì. Mà đất nước của mình thiếu cái sự đoàn kết, thiếu cái sự thông cảm, cho nên rất nhiều cái nó bất cập ghê lắm. Tôi nói cái chuyện với cô Hằng, tôi nói lại với quý vị, nói rất dễ. Đầu tiên là vợ chồng cô có làm cái đơn nói về Võ Hoàng Yên, cô có đi nộp. Thành ra đó là cô lên cô mới là được công an triệu tập đó. Đó là cái tôi nói là có bằng cớ không quý vị, là cô Hằng có làm đơn thưa Võ Hoàng Yên. Và nhiều lần cô nói một câu như thế này: khi nào mà tôi ra đó, tôi đi một mình tôi chứ tôi không cần luật sư. Quý vị có nhớ câu nói đó hay không? Tức là cô có làm đơn. Còn mấy thằng nghệ sĩ ra là cô nói chuyện thôi, chứ còn Võ Hoàng Yên là vợ chồng cô có làm đơn hẳn hoi luôn. Thì thành ra là quý vị biết rằng cô lên trên công an thì bên cái mé của Võ Hoàng Yên á, cái này tôi nói là tôi cũng sẽ chứng minh cho quý vị là đúng. Nó đưa cái động tác nó giới nó đánh cô. Vì cô là cái người tôi tin tưởng rằng cô nói là có thật. Tại sao cô lại phải bịa cái chuyện đó? Quý vị thấy có cái lý do nào để bịa hay không? Bởi vì mình đã được mời lên ha, để mà tập trung lại, để mà coi như là hỏi cung từng người ở đầu đuôi sao sao đó. Thì công an lúc bấy giờ vắng mặt, không có một người nào và không có chiếc xuất camera, không có camera để mà tập trung vô cái chỗ mà có cái người này người kia mời lên, nó gì các đối phương này có thể là đối nghịch với nhau rồi mới mời lên. Bao giờ mà giúp quý vị lên công an mà với một cái tâm thần mà gọi là tỉnh táo hay là cái tinh thần của quý vị là không có ai có chuyện gì với nhau mà mời lên đó không? Thì công an phải hiểu rằng bố trí một cái vị trí mời lên có thể là nhiều nhóm, có thể là hai nhóm, tối đa là hai nhóm, tối thiểu là hai nhóm, là hai cái nhóm đối lập với nhau, thương kiện với nhau thì mới có mặt trên công an. Còn bây giờ tôi nè, quý vị nè, không mắc mớ gì trên thì công an mời làm chi? Hay không? Thì đáng lý ra thì phải có cái camera để chiếu vô cái chỗ mà cái nơi mà mình, cái vị trí mình mời đến họp á.
thì chuyện gì nó xảy ra, nó diễn tiến nó xảy ra đều có trong camera hết. Vậy thì tôi nói theo cái tôi suy nghĩ của vậy, thấy có đúng hay không nè? Vậy thì bây giờ vấn đề cô Hằng nói rằng cái thằng luật sư của bên thằng phía của thằng Võ Hoàng Yên á, nó làm cái động tác giả, nó giới tay nó đánh cô, nó cung cái tay nó đánh cô, thì cô mới là la lên. Đây là cái kế, gọi là tương kế tụ kế của nó, y như con đinh lan mà nó gài con đinh kim vô đó quý vị, y chang như vậy. Để đây chính nói quý vị nghe, nó nhiều cái nó độc lắm nha. Thì coi như là cô bị mắc bẫy, tánh của cô nóng, thành ra thế nào vậy cô cũng rêu rao trên livestream rằng đó là tôi đến đồn công an thế, và công an có cái cớ để nói rằng cô đang nói xấu đồn công an. Tại sao trên đồn công an mà để xảy ra cái chuyện mà người này muốn hành hung người kia? Thấy chưa quý vị? Tức là bên cái mé của thằng luật sư, bên thằng Võ Quân Yên nó đã tương kế tụ kế, nó làm ra cái động tác giả này để cho cô la lên, để mít lòng ly gián giữa cô và công an. Còn nếu bên công an cho rằng mình quan, thì tại sao không chiết xuất camera ra rằng đây là camera tôi có nè, mà tôi chiếu vô cái chỗ mà ngồi họp của mấy người này nè. Bà Hằng có nhớ rằng đây là cái chỗ bà từng ngồi ở đây hay không? Bà thấy rằng có cánh tay nào dọ đánh bà hay không? Nó khác, đằng này không chứng minh cái đó. Đưa ra một cái tích báo rằng bà Nguyễn Phương Hằng vu khống bịa đặt cho công an. Cái tờ báo đó sao tự nhiên nó lại rơi trong tay tôi? Vì cái luật sư ở bên ông Đào Xuân Thành á, ổng hay có báo Thanh Niên là một cái báo công an, nó đem tới coi như là mỗi ngày nó đem tới, nó thảy vô đâu quý vị. Thành ra bữa đó tôi nắm lên một cái tờ báo thì cái báo công an nó giật cái tích như thế. Và tôi nói tôi chết cô Hằng rồi. Coi như là dính. Cái điểm thứ hai là khi cô đưa một cái điện thoại cho ông Nguyễn Đăng Nam, lúc đó là thiếu tướng gì đó là công an đó, là không như không có một cái biên bản, mà như tôi đã nói với quý vị bắt buộc phải có biên bản. Vì sao, ai đưa cho mình cái gì và có mặt của đồng chí nào trung tướng hay là trung tá hay là thiếu tướng gì đó, hay là anh đại quý nào, trung quý nào đó, có thượng quý nào đó có mặt, ký vô cái văn bản này là vào mấy giờ, ngày thứ mấy, tại vị trí ở đâu, địa điểm ở đâu, và có mặt của các đồng chí tên gì, chức vụ là cái gì, đã nhận của bà Nguyễn Phương Hằng là bên nguyên đơn để thưa ông Võ Hoàng Yên, chúng tôi đã nhận cái vật chứng là cái điện thoại hiệu gì, màu gì ha. Rồi sau đó thì chúng tôi đã mở trong cái máy nó ra trước mặt bao nhiêu người, và trong đó có bà Hằng, để kiểm tra rằng những cái hình ảnh này, và chúng tôi mới sao trở lại, sao lại xong là trả cái điện thoại đi cho bà sử dụng, và bắt đầu nghiên cứu những cái hình sau đó, những cái hình mà phóng qua đó. Tôi nói vậy đúng không thưa các anh công an? Và thưa những người làm YouTube và những người mà có cái tài mà kêu là để mà làm video này nọ, chụp hình này nọ đó, sử dụng điện thoại giỏi đó, chính Tiền Giang nói như vậy có đúng hay không? Mặc dù bản thân tôi đó on như off thôi quý vị, hay là bấm vô những cái ký hiệu để mà sử dụng mà rất là bình thường thôi, chứ còn mà qua cái gì mà hơi khó cái là tôi không biết, tôi phải chạy đi kiếm đứa này đứa kia nó phụ với tôi. Quý vị tin rằng tôi mới biết chụp hình đây không? Tôi mới biết chụp hình ở đây nè quý vị, mới cách chừng nửa tháng nữa lại đây thôi, từ hôm Tết. Rồi tôi biết rằng tôi chụp thử ở trong sở thú, tôi nói được, thế là tôi biết chụp luôn. Quý vị có tin không? Là mới hôm Tết này tôi mới bắt đầu, mùng 9 Tết mới vừa rồi là tôi mới bắt đầu chụp một cái hình đầu tiên đó. Quý vị tin không? Nhưng mà tôi hiểu cái chuyện nó sẽ là như vậy. Vì bao giờ cũng vậy, một cái cuộc án nào người ta cũng, nếu mà lấy chứng cứ thì phải có mặt người này người kia. Ha, nếu là bên hình sự thì người ta đeo găng tay, người ta lượm từng sợi tóc hay là một cái gì ở bất kỳ để người ta gọi là đi tìm cái, đi điều tra đó quý vị. Còn trường hợp của cô á, cả là một cái đường dây ít lợi nhóm của thằng Võ Hoàng Yên, đâu có phải đơn giản được đâu. Thành ra khi mà cô đưa cái vật chứng đó đó, thì bên ekip của cô lại không nghĩ ra cái chuyện là mình phải sao nó lại hết, để mới thấy rằng công an làm ăn như thế nào. Bên cô tại sao vậy? Bởi vì mới nói rằng Tân với Hà với Nhi mà nó là đồng phạm của cô thì quá, nâng cao cấp nó lên quá, kêu là nâng cấp mấy đứa này lên quá đi. Nếu đúng là đồng phạm á, nếu đúng là cái chuyên nghiệp để giúp cho cô làm những cái chuyện gì mà gọi là tiêu cực, nó gọi là đồng phạm nha quý vị, thì tôi nói thiệt cho quý vị, nó không bao giờ nó khờ tới như vậy đâu. Gặp tôi hả, cô sao cái này lại đi, cô sao cái này lại dùm cô dùm tôi đi, sao 5-6 cái để sẵn nó đi, rồi hãy mất cái này còn cái kia, mất cái này còn cái kia, và một cái cuối cùng đem trên tòa luôn, mà đưa lên trên tòa, đưa cho mấy ông quý tòa thẩm vấn đoàn coi, phải không? Ở đây tôi giữ một cái nữa, vẫn có một cái tôi sao, nghĩa là sao hình ảnh nó ra hết. Vì sao, cuộc đời làm sao biết được ai với ai quý vị đó. Thì tôi nói cho quý vị nghe, nó những cái sơ suất này, cô Hằng là một nạn nhân, từ là một người, một cặp vợ chồng kiểu là can đảm đứng ra để tố cáo cái tội ác của Võ Hoàng Yên, mà trở thành là một nạn nhân để cho như một cái bông vụ á, để cho người ta sẵn sàng quăng cái bông vụ cho nó quay, quay khi nào nó chóng mặt, nó ói, nó mửa xong nó tự nó ngã ra thế thôi. Võ Hoàng Yên giờ đó đâu, nó làm gì, tất cả đều nằm im hết hay sao, quý vị thấy chưa? Thành ra mới nói rằng á,
nếu tôi làm trong quốc hội thì cái chuyện này tôi sẽ đề đạt lên ở bên trên quý vị. Riêng cá nhân tôi 3 lần viết thơ cho phu nhân ngài Nguyễn Phú Trọng, 3 lần như thế. Tôi còn cái giấy của bưu điện, phòng bưu điện nó cho tôi cái giấy biên lai mà tôi đã đóng tiền, họ cho tôi 3 biên lai, tôi vẫn còn giữ 3 cái biên lai này để cho tôi chứng tỏ cho quý vị. Để tôi chỉ cầu con cái là cứu xét cho cô một chút. Vì không phải để cứu một bà Nguyễn Phương Hằng xây vô của khu vực Đại Nam, không phải để cứu cho một bà phu nhân của ông Quỳnh Uy Dũng, Dũng Lò Vôi, không phải ha. Mà đây là muốn giúp đỡ cho một người phụ nữ đã có công lao trong mạng xã hội của chúng ta. Bây giờ kiếm một người như cô Hằng không ra quý vị, kiếm cô Hằng không có đâu. Có thể chúng ta dễ dàng thi vào trong cái hội quốc hội hay là làm một chức vụ nào gì đó, có vẻ nó dễ hơn rất nhiều khi chúng ta tìm thấy một người đàn bà giống như cô Nguyễn Phương Hằng. Chúng ta nhìn vô chúng ta thành kiến đàn bà này á, nhún nha nhún nhảy, mời uống bia uống rượu này nọ ha, cười nói ăn nói thế này thế kia ha. Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy những cái việc của người ta làm, chúng ta bị lệch lạc cái quan điểm đó. Chúng ta cho rằng cái người như vậy là không có cái điều kiện làm tốt, chúng ta nghĩ như thế. Rồi một vài cái ghi âm cái clip tung ra một cái rồi là chúng ta cho rằng cô là thế này thế nọ với thằng Võ Hoàng Yên. Cho rằng như thế đi chăng nữa, cái quan trọng là cô chặn đứng được một kẻ đang lợi dụng vô cái ngành y để mà hại đàn bà, hại những người bị bệnh tật đó. Thì chúng ta không nghĩ cái điều đó, nó khổ là như vậy. Chúng ta bị lệch lạc cái quan điểm, chúng ta lệch lạc cái tư tưởng, cứ cho rằng là bà này là bà đang mê tình mê si tình, bà đi bà tố cáo, cho rằng như vậy đi, cứ cho rằng cô Hằng như vậy đi. Nhưng cái vấn đề là cái hiệu quả là cái gì, chặn đứng được thằng Võ Hoàng Yên đấy, chứ không là 3 năm trời nay nó đã làm tới cái gì rồi. Thế chúng ta không nghĩ cái điều đó, không thấy được cái quan trọng mà chúng ta nhìn vô cái gọi là cái tầm thường, cái tư tưởng tầm thường của chúng ta đó. Cũng như là một cái thằng mà đã lỡ đi ăn cướp rồi là mày không được quyền nói ai ăn cắp hết ha, phải vậy không? Cái thằng đó đang ăn cướp đó, nhưng mà nó đã đền tội rồi hay là nói gì thế nào, nó có hoàn cảnh thế nào nó ăn cướp, nhưng bây giờ nó đi tố giác một người ăn cắp không cho phép, có phải vậy không? Chúng ta quan điểm như vậy đó. Rồi chúng ta cho rằng một người đã đi từng đi bán thân, đi làm bán ba, gái bán ba vũ trường thì chúng ta không được quyền cho người đó, nghĩa là đứng ra tranh đấu cho cái quyền phụ nữ làm việc mất sức hay là bị hành hạ trong gia đình dân dân, chúng ta không cho quyền hay sao? Không có gì, cái sai. Ngay Đức Phật nói là buông dao thành Phật, có nghĩa là dù người đó tội ác như thế nào nhưng ta biết quay đầu kêu là bờ, ta đã như thế rồi mà. Trong tôn giáo mà Đức Phật còn mở tấm lòng là như vậy. Còn cái nhân quả của người nào thì người đó gánh quý vị. Còn người ta làm cái thiện phải ghi nhận cái thiện đó, còn cái ác thì cái đó là để pháp luật và để nhân quả tính sổ người ta. Ha, tất gì mà chúng ta phải là trộn nó lại với nhau vậy, chúng ta trộn nó lại. Phải không quý vị, đâu có trộn lại. Có nhiều khi chúng ta cũng phải lựa cát nó ra là hay là chúng ta sàn cho nó bớt những cái sạn đi, là chúng ta lấy cái phần gạo chúng ta ăn. Chứ đâu có phải nói là bây giờ cái gạo này nó có sạn có cát là chúng ta không ăn bỏ hết đâu, phải không? Tôi nói vậy là quý vị hiểu rồi, cái nào đúng thì phải nhận là đúng, cái nào sai thì phải sửa, chứ đâu có để mà cái kẻ sai nó ung dung ngoài xã hội như vậy, mà cái người làm tốt thì bị nhốt bị cầm 331 331 331 đai đi đai lại. Quý vị không biết chán hả, không biết mắc cỡ cái lỗ miệng hay sao vậy? Tại sao mà 331? Tại sao ở trong xã hội của mình còn bao nhiêu kẻ mà như thế không? Nó lấy tiền nó đè người. Nó lấy tiền để mà nó bôi trơn, nó lấy tiền để mà nó được phinh thân phì da đó, nó lấy thịt đè người, nó có gì thấy rất là nhiều. Nên mà chúng ta cúi đầu chúng ta chịu đựng như vậy thì cái xã hội còn gì nữa quý vị đó. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn chủ kinh Lắc và Lắc, và chúng ta sẽ tiếp tục để mà đưa ra những cái điều mà cho bà con mình thấy một chút nha quý vị. Chứ còn đây là thật ra đó, con Đinh Thị Lan hay là con Hoàng Trung Dung là tụi nó cũng là tay sai, nó cũng là những cái công cụ của cái nhóm nào đó, một cái thằng nào đó, một cái thế lực nào đằng sau lưng tụi nó đó quý vị. Nhưng mà mình không để cái thế lực đó nó điều khiển mình, còn nó thì nó cần tiền quá hay nó tham vào vì nó thù ghét cô Hằng với tính cách cá nhân, tính cách phụ nữ nhỏ nhoi của nó, cái trái tim mà cái trái tim xấu xa, cái trái tim mà kêu là ích kỷ của tụi nó đó. Chừng nào gia đình nó con nó mà gặp được cái trường hợp tương tự gì lúc bấy giờ nó mới thấm quý vị, mới thấm. Tôi nói vậy cho quý vị nha, bây giờ nó ngon lắm, nó cứ nổ đi, ta cho hai đứa bay nổ, đứa Bắc đứa Nam nổ đi, để tao coi tụi bay. Bây giờ đó giữa Đinh Thị Lan và cô và một cô nữa ở ngoài Bắc mình đó là Hoàng Kim Dung đó, hai cô này nha, bây giờ nếu mà cùng với cô Hằng đi ra ngoài phía Bắc, mỗi người đi một chuyến phi cơ riêng ha. Cô Dung thì tuy rằng là người ở gốc Bắc rồi đó, nhưng mà tôi đặt vấn đề bây giờ cô trở về
Tôi thích xin lỗi quý vị, có ai đưa đón mấy người này không quý vị? Trong ba người nha, con Đinh Thị Lan, con Hoàng Kim Dung và cô Nguyễn Phương Hằng, nếu đi ra ngoài Bắc ba chuyến phi cơ khác nhau, dân chúng sẽ ra đón ai? Bây giờ mình công bằng đi quý vị. Chúng ta cứ việc thoải mái tư tưởng nha, từ người yêu người không, từ người thích người không, thì chúng ta cứ việc để cho nó tự nhiên thư giãn tinh thần ha. Giống như chúng ta nghe một cái bản nhạc của ba tác giả khác nhau và chúng ta sẽ chọn một cái bản nhạc nào hay hơn, nó đúng với tâm trạng. Thì bây giờ nào, Đinh Thị Lan, nào Hoàng Kim Dung và cô Nguyễn Phương Hằng cùng đi ra ngoài Bắc với ba chuyến phi cơ khác nhau, thì quý vị sẽ mường tượng đăng dân chúng sẽ ra đón người nào. Cũng như vậy, nếu ở trong tù bước ra, hay là được ra khỏi tù, hay là đi vô trong tòa án để xử này nọ đó, thì với ba người đàn bà này, Đinh Thị Lan, Hoàng Kim Dung và cô Nguyễn Phương Hằng, thì quý vị thấy rằng dân chúng lo lắng cho ai? Đặng Thị Hằng Ni bây giờ là xong rồi, chúng ta xếp qua một bên. Bây giờ chúng ta đang nói Đinh Thị Lan, Hoàng Kim Dung và Nguyễn Phương Hằng ha, dính líu tới tòa án, bước ra bước vào cái tòa án đó ha, thì quý vị sẽ nghĩ rằng dân chúng lo lắng cho ai? Thì thưa với bà con, người ta nói một câu rằng ăn ở có đức mặc sức mà ăn, hoặc là kêu là quỷ sợ đức thần kinh. Cái chữ đây nó hay lắm quý vị. Trên những cái con người mà làm những cái việc tử tế, mặc dầu họ cũng có những cái khuyết điểm gần giống như chúng ta vậy thôi, chứ họ cũng không phải là thần thánh gì, vì chúng ta đang ở cõi dục giới. Nhưng mà cái cõi dục giới này nó có nhiều cái tầng lớp khác nhau lắm. Chưa kể tới mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là cái tầng nó thấp, quá thấp rồi, mình không dám nói tới. Mình nói cái cũng là người với người với thao, cái là cái cõi người, cõi nhân á. Chúng ta không nằm trong cái cõi Atula và cõi thiên. Thì quý vị mới thấy rằng cái hoàn cảnh của cô Hằng cũng như mọi người như thế, như cô Đinh Thị Lan và Hoàng Kim Dung, thì quý vị thấy rằng cái đẳng cấp và cái giá trị nhân phẩm, cái đạo đức, trình độ, khả năng, lương tâm, tất cả những cái đó quý vị so sánh đi, quý vị sẽ thấy như thế nào. Nhưng mà Đinh Thị Lan có fan không? Dạ có. Hoàng Kim Dung có fan không? Dạ thưa có. Đó là một nhóm người kêu là người ta nói rằng đi theo con voi đó quý vị, để ăn bả mía. Vì cái lòng đố kỵ, vì cái lòng ganh ghét cá nhân, bao giờ ở con người cũng có hết. Kể cả cô Thái Lan, cô Thái Thanh của mình đó, cái giọng ca, câu lời nữ danh ca đệ nhất miền Nam, danh ca về tân nhạc đó. Nhưng bây giờ hỏi rằng những người trong hàng ngũ ca sĩ đó có ghét cô Thái Thanh không? Dạ thưa, vẫn có người ghét. Ca hay cỡ nào, đúng nhạc lý cỡ nào, nhưng mà thật sự ra là cũng là như thế thôi. Nên nói bao giờ vậy, ca sĩ, với ca sĩ không ai mà kêu là được sự quan nghênh của bất kỳ tất cả của người đồng nghiệp của mình đâu. Rồi bây giờ nghệ sĩ Thành Lộc hay là cô Kim Cương cũng vậy, dù đem lại bao nhiêu cái cung bậc cảm xúc ha, thăng hoa trên sân khấu, đem lại từng giọt nước mắt, từng tràng vỗ tay như thế, nhưng mà hỏi rằng hai người này có bị được thương yêu hết không? Cũng có người ghét. Thì huống hồ cô Hằng, một người phụ nữ có thể nói rằng tài sắc vẹn toàn, cái tài làm kinh tế ha, và cái sự thông minh của cô phải ứng xử như thế nào với cái nhan sắc như vậy. Quý vị nên nhớ rằng hữu nhan sắc là hữu ác đức, ông bà chúng ta thường nói cái câu đó. Mà cô vượt qua những cái cám dỗ nhất là trong đời, mà tôi là kinh tế nè quý vị, làm ăn nè, thế nào là cũng có hội họp, thế nào cũng có quen biết người này người kia, phải không? Nhưng mà cô giữ gìn được, coi như vậy là tốt lắm rồi. Vì đồng tiền mà người ta có thể ngã vô tay của đàn ông này, hay là có thể sa vào cái lưới tình thế này thế khác, nhưng mà cô như vậy là tốt rồi quý vị. Còn mà nếu ai phân bì nói rằng cô là mấy đời chồng nó, thì để chính sẽ nói một hơi nha, nhưng mà chính sẽ giữ lại, nói thì nói vậy nhưng mà giữ lại trong lòng. Giới văn nghệ sĩ của chúng ta đó, nhiều người ở từ ba chồng đó trở lên là nhiều lắm đó, cũng như là trong cái môi trường y khoa của chính đó ha, cái vấn đề mà chung thủy một vợ một chồng cũng kiếm không ra, khó lắm quý vị. Nên là vấn đề tế nhị lắm. Cái xã hội của chúng ta càng gần gũi với cái tiến bộ ha, truyền thông 5G này nọ lung tung, thì chúng ta sẽ thấy rằng có nhiều cái, nhất là mấy cái camera này nó độc hại vô cùng, nó phóng ra ngoài những cái tin tức mà chúng ta cũng không có gì là lạ lắm đâu. Vấn đề chung thủy của cái giới tính nữ và nam với nhau, kiếm sự chung thủy khó lắm. Thành ra đó bây giờ đó, chúng ta sẽ dẹp lại vấn đề đời tư của mỗi người, chúng ta nói về cái công đức của xã hội, đóng góp trong xã hội của quý vị. Thì so sánh thêm nữa, Hoàng Kim Dung và Đinh Thị Lan này nó có một cái thành tích nào về bên công tác xã hội từ thiện không thưa quý vị?
mình công tâm đi. Hồi nãy giờ là mình nói chuyện hết sức công bằng, mình có một cái phép so sánh. Nhìn lại cô Đinh Thị Lan và Hoàng Kim Dung nó có một cái thành tích nào về bên từ thiện hay không? Ở phía Bắc thì Hoàng Kim Dung á, đầu tiên nó là nữ hoàng đầu tư để dạy cho người ta làm giàu. Nhưng trong đó là một cái sự mang trá, xảo trá, một cái lớp kịch, một cái mạ vàng, một cái mặt nạ. À, hoàn toàn về sau này lộ chân tướng ra là một con lừa đảo. Một con lừa đảo nha quý vị. Rồi bây giờ nó muốn chuộc lại cái thanh danh của mình. Mặc dù cái thanh danh bịa, thanh danh mà kêu là mang, không có gì hết, nhưng mà muốn tạo lại cái vỏ bóng đó, dựa vô trong cái drama của cô Hằng và drama của Tình Thức Bồng Lai để đánh bóng trở lại cái tên tuổi của mình, để kiếm mớ fan, để bán ba cái hộp sữa. Hết sữa bây giờ ra qua cái hóa chất mà của Thái Lan, quý vị thấy không? Như vậy là quý vị thấy là con người ta đi xuống hay đi lên thưa quý vị? Quý vị biết không, trong nhà Phật nói như thế này nè. Như thế nào trong cuộc sống của chúng ta, một đời người 60-70 năm của chúng ta đó, cái thọ cái yểu thì tùy theo cái duyên. Nhưng mà nói rằng khi chúng ta còn sống trên đời này á, đừng có căn cứ vô quần áo hay là nhan sắc không đâu, mà chúng ta căn cứ vô một cái thần thái của mình. Cái thần thái quan trọng lắm. Đó thì bây giờ thần thái nó thể hiện qua cái gì? Nó thể hiện qua cái lời nói, thể hiện qua hành động, thể hiện qua tư tưởng. Cô Hằng với chú Dũng lúc nào cũng hợp với nhau về vấn đề làm từ thiện cái này, làm từ thiện cái kia. Thì thành ra đó, cái thần thái này nó sẽ có ở trên con người của họ, chứ không phải là cái áo, cái quần hay là kim cương hay là xe xịn này, là không phải đâu quý vị, đừng có nghĩ như thế. Cái thần thái là cái chỗ đó. Có nhiều người bước từ trên xe hơi bước xuống mà cái gương mặt thái độ, từ cách đóng cái cánh cửa rồi từ cái hất hàm này nọ đó, thì quý vị thấy rằng họ mất cái thần thái của họ. Thì nó nói cho quý vị nghe, cái thần thái nó quan trọng lắm. Thì bây giờ trở lại, chúng ta mới thấy rằng cô là một người yêu nước thực sự. Trong thời gian live stream đó, cô cũng nhắc tới một số báo, một số những cái tổ chức có cái dáng vẻ hay là có một cái nó lộ ra những cái điểm mà cho thấy rằng đó là cái ổ phản động, báo chí hay luật sư hay cái gì đó cô nêu ra. Mà trong khi đó đó, Ninh Thị Lan này thì nó lại chơi với tụi phản động Nam Quang Tiến Dũng. Và con Hoàng Kim Dung ngoài kia đó thì cũng là khen thằng Tiến Dũng, thằng Nam Quang là rất là men, nó rất là men. Chứ hai con này thì quý vị thấy nó làm sao? Đó, thì chính bây giờ chính sẽ review từng cái lại, để cho bà con mình bình tĩnh nhận xét, so sánh và nhận xét nha quý vị. Ba con người này đi ba cái chuyên cơ đi ra miền Bắc, quý vị sẽ thấy đồng bào chúng ta đón tiếp ai. Và ba con người đàn bà này chui vào trong cái pháp đình, đi vào cái con đường mà bị tù tội kiểu này kiểu kia, ba ba một cái bất kỳ, thì quý vị biết rằng lòng dân lo lắng cho ai và muốn tranh đấu cho ai. Đó thì quý vị cứ việc từ từ ha. Rồi vấn đề làm công tác từ thiện giữa cô Hằng, Đinh Thị Lan và Hoàng Kim Dung, quý vị sẽ thấy như thế nào. Ông Hoàng Kim Dung có mấy lần khoe rằng tôi đi làm từ thiện ở Sapa, hay là tôi lấy ra 100 triệu của tôi ở trong tiền YouTube ra tôi làm. Nhưng bao giờ nó cũng thò ra từ 1 cho đến 2 cái tài khoản của nó. Còn con Đinh Thị Lan này đó thì nó khổ cái gì nào quý vị. Có một cái comment nha quý vị. Lừa từng tô phở, lừa cả công lao cực khổ của các anh thợ nghèo, thợ xây, thợ hồ nghèo, lừa cả cái tiệm mà ảnh cưới, rồi lừa cả từng cái lô thịt và hai tô bún bò Huế. Đây là cái comment nó nằm ở trong bài nói của tôi mà bé Hương Quang Châu nó cũng đưa ra rất là nhiều đó. Từ cái lô thịt, từ tô bún bò Huế, từ cái vấn đề xây dựng nhà cửa, sửa sang nhà cửa gì đó, người ta là nghèo. Rồi nghe nó chụp ảnh cưới gì cũng lừa luôn. Là lừa từng tô phở luôn nữa, là từ tô túng bụng bún bò Huế tô phở cũng lừa luôn. Vậy là một con người bị mang tiếng mang tâm như vậy thì quý vị so lại với cái đẳng cấp của cô Hằng, quý vị thấy thì sao? Ngoài kia con kia đó thì là nữ hoàng đầu tư, sao trở thành là con lừa đảo, có tiếng có tâm luôn, có bị thưa kiện luôn. Rồi bây giờ đó, dính vô drama cô Hằng, dính vô drama của Tình Thức Bồng Lai để bán ba hộp sữa và cũng tự hào đi làm từ thiện, đi ra Sapa xa bếp gì đó, chụp được mấy cái hình. Nhưng 100 triệu này có thực sự lấy trong túi của mình ra 100 triệu một cách nghĩa là nổ cái tính, cái là tật nổ. Hai con này nó nổ banh xác, nó nổ banh nhà lòng, nó nổ banh trái đất này luôn. Thì đó, bây giờ quý vị cứ việc hết sức công tâm. Rồi con Hoàng Kim Dung một lần mà nó đi từ thiện là đều đưa ra từ 1 cho đến 2 cái tài khoản. Vậy thì như thế nào? Rồi từ là một con nữ hoàng đầu tư tuột xuống thành là một cái con bán sữa hộp. Đã rồi nó tuột xuống luôn là bán ba cái nước hóa chất của thằng Thái Lan. Đó, thì quý vị thấy cái đẳng cấp của con người ta chưa? Đó.
Còn cô Hằng thì nói rằng là tụi nó nói rằng cô khoe sổ đỏ sổ hồng, nhưng mà tụi này hoặc là khoe kim cương á, thì con Hoàng Kim Dung của Ninh Thị Lan chưa bao giờ dám đụng vô cái vụ này. Kim cương sổ đỏ sổ hồng làm gì có, được khoe. Mà chúng nó lộ ra những cái điểm yếu, sự ghen ăn tức ở, một cái sự mà đố kỵ của đồng đàn bà nhỏ nhen ti tiện của tụi nó, và cộng thêm cái sự mà khuyến cổ vũ phía ngoài, cũng như là thuê mướn của cái tụi mà kêu chống cộng, những cái tụi không hề biết yêu nước, yêu đồng bào và yêu cái sự thanh bình của đất nước. Đó là quý vị thấy rằng được chưa quý vị? Tôi chưa đề cập tới là tụi nó đã cùng với nhau to rập với nhau từng tổ chức để mà nó chống phá vô cái khu du lịch Đại Nam, nó chống phá vô hội từ thiện mà Hằng Hữu nó chưa nói tới cái vấn đề nó chống phá vô oxy từ thiện. Khoan nhau quý vị, cái này nó qua một cái mảng khác nữa. Nhưng bây giờ chúng ta review lại, như hồi nãy giờ chính đang nói đó, quý vị đã nắm được vấn đề chưa? Bây giờ mình bước qua nè quý vị. Nếu tôi là một người nằm trong quốc hội, hơn ai hết, tôi phải hiểu như thế này: giải phóng miền Nam 75 là cái sự đóng góp của bao nhiêu cái mạng con người, từ anh bộ đội cho đến những dân công, cho đến những người mà ở tại nhà đó quý vị, là vợ, là mẹ, là người yêu của những anh bộ đội này, trong lúc đang cấy cày vẫn có súng trường ở trên vai đó, và vắt thêm một đứa nhỏ trên lưng luôn. Khi cần máy bay nó rà tới rồi đó, thì những người này đang là người dân trở thành là một người lính anh dũng, hạ con để con súng rồi lấy súng trường đó mà bắn vô máy bay của Mỹ. Các chị hy sinh rất nhiều, bao nhiêu mảnh đời người chờ chồng chờ người yêu, từ ở chiến trường, từ ở giải Trường Sơn, một cái tin còn không có, vẫn chờ, vẫn chờ và vẫn chờ. Cái kiên trinh này đất nước không bao giờ quên được các chị. Sự hy sinh của 10 cô gái đồng lộc đó, tất cả những cái điều này dân dân toàn quốc luôn luôn nhớ ơn các chị, các cô, các dì. Còn trong miền Nam này thì có gọi là nữ bộ đội tóc dài khăn rằn, quý vị thấy ở Củ Chi, Bà Điểm, Hóc Môn, Dường Trầu, tất cả những người này cũng cống hiến cuộc đời thanh xuân của mình cho cách mạng. Và bao nhiêu bà mẹ ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Có rất nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng có thể nói là vô trong nhà thấy bàn thờ không, chồng rồi các con của mình, rồi con nuôi con nhận gì có thể cũng lên bàn thờ hết. Vì sao? Đó là người mẹ bao la hy sinh tất cả, và truyền con qua kêu là những cái gọi là những cái trại tù của quý vị. Đó, quyền thoại mẹ của ông Trịnh Công Sơn, ông viết là cái bài quyền thoại mẹ đó. Tức là cái sự hy sinh của người phụ nữ này đông bằng cái trời biển, đông bằng bao nhiêu cái cảm xúc, thơ văn, kịch bản, phim ảnh để nói hết được, và không bao giờ nói hết được. Quý vị thấy cái sự hy sinh của các phụ nữ Việt Nam, Việt Nam chúng ta hay không? Nhưng khi mà các ông, các bà, các cô, các em, các chị lần lượt bước chân vào quốc hội, để kêu là các mà cái là quan đó quý vị, các vị quan, vị mà cái là quan đó, cái là phụ mẫu chi dân, và nhất là trong thời bình rồi đó, các bà có biết rằng đánh giặc Mỹ giặc Pháp, giặc Pháp giặc Mỹ, hay là tất cả những cái đồng minh của Mỹ, đồng minh của Pháp, thì đàn bà chúng ta giỏi giang như thế nào? Nhưng các anh, các chị, các bà, các cô ở trong quốc hội có biết rằng khi mà đấu với cái mặt dạng giặc của xã hội, tệ trạng tham nhũng hối lộ, hay là kêu là cường hào ác bá, hay là cái gọi là mafia trong cái giới showbiz, hay là cái vấn đề thần y thần e gì đó, tất cả những cái này cô mà đưa ra như vậy một mình, cô có thấy rằng cô độc thân hay không, cô độc mã hay không, gì có thấy không quý vị? Độc thân độc mã một mình một ngựa đó. Các cán bộ, các chiến binh nam hay nữ gì, chúng ta đều có cái sự liên kết nhau, hy sinh rất nhiều, hy sinh rất nhiều để được độc lập như ngày hôm nay. Nhưng Bác Hồ luôn luôn dặn dò con cháu của mình, các cán bộ của mình rằng không sợ cái viên đạn bọc đồng trong cái thời chiến, mà sau này khi hòa bình chúng ta sẽ mãi mê vui trong chiến thắng. Chúng ta sẽ quên mất rằng mình là một đất nước đã từng bị đô hộ, đã từng bị xâm lấn, xâm lăng đủ cách đủ kiểu. Thì hơn bao giờ hết, đừng bao giờ quá vui trong chiến thắng mà quên rằng mình cần phải phấn đấu rất nhiều, cần phải đoàn kết rất nhiều. Quý vị biết rằng đánh giặc ngoại xâm dễ dàng hơn rất nhiều so với giặc trong nội bộ nha quý vị. Cái tình đoàn kết, cái sự sáng suốt lãnh đạo, khen thưởng và trừng phạt đâu ra đó, công bằng bác ái, quý vị mới biết vững giữ được cho cái thể chế đó. Hơn thế nữa, chủ nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa từ dân mà có, từ dân mà hy sinh, từ dân mà phục vụ.
Vậy thì các ông, các bà, các chú, các cô, các bác, các dì, các em ở trong quốc hội này có đã thực hiện được cái điều đó chưa? Tất cả chúng ta làm cái gì cũng có một tập thể, có tình đồng chí này nọ, gắn bó thế này thế kia, kẻ hậu phương người tiền chiến. Nhưng cô Hằng quả thật rất là cô độc trong cái vấn đề đi tranh đấu về cái vấn đề tệ trạng xã hội. Nếu không có cô Hằng, làm sao chận đứng được một cái thằng giả dạng là thần y 14 năm trời nay? Miền Bắc có thể nói rằng chúng tôi không hề biết cái thằng Võ Hoàng Yên ư? Và chúng tôi không bao giờ liên can cái thằng Võ Hoàng Yên ư? Và chúng tôi không hề cần có trách nhiệm hay không với Võ Hoàng Yên ư? Nhưng mà nhờ ai? Nhờ vợ chồng chú Dũng và cô Hằng mới chận đứng được cái sự hoạt động với một đường dây ích lợi nhóm hàng trăm người trong đây mà chúng ta không biết đó là ai. Đặc biệt làm gì làm cũng có cái giới luật sư trong đó. Chính thằng mấy luật sư này kêu là vẽ đường cho Hu chạy, nó là một kêu là quân sư để cho thằng Võ Hoàng Yên đứng ra như một con rối để cho nó giật, để lấy tiền chia chác với nhau. Bây giờ chú Dũng với cô Hằng đưa thằng Võ Hoàng Yên ra, vậy thì bây giờ toàn dân hãy cho ý kiến rằng có lợi ích hay không, hay là do một lý do nào, một cái cá nhân nào, hay là không có lợi ích gì cho đồng bào hết. Cứ việc để cho Võ Hoàng Yên hoàn toàn tự do, tự tại, muốn đi khám, muốn đi chữa, ha, lừa gạt, đuôi làm cho sáng, ha, câm làm cho nói được, điếc làm cho nghe được, là bú cổ này nọ, các đồng bào mình có đồng ý hay không. Vậy thì hãy lên tiếng đi, lên tiếng tranh đấu cho thằng Võ Hoàng Yên đường đường chánh chánh xuất hiện ở ngoài xã hội một cách tự nhiên như mọi lần. Tại sao bây giờ nó ở đâu? Và đến chừng nào nó ra trước giành móng ngựa trả lời với đồng bào về những cái chết khuất lắc cái kiểu như vậy? Mà nếu nó đúng thì đem phục hồi cho nó. Có lý do nào để cho mai một một nhân tài có cái tài nghĩa là còn hơn trời, còn hơn Đức Chúa nữa quý vị? Quý vị coi trong lịch sử Đức Chúa chỉ có một mình Đức Chúa là chữa được cái vấn đề mà chết đi sống lại. Làm thứ hai là cái là chữa mù mà sáng. Tôi đi coi một cái phim nói về cuộc đời Đức Chúa, chỉ có Chúa thôi. Vậy thì bây giờ quý vị có thấy rằng có cần phục hồi lại cho Võ Hoàng Yên hay không thưa quý vị? Rồi. Thành ra đó, hơn ai hết, mặc dầu ở phía Bắc chúng tôi chưa là nạn nhân của Võ Hoàng Yên, chúng tôi chưa từng bỏ một đồng bạc nào để đưa cho cái băng nhóm Võ Hoàng Yên nó ăn hết. Con em của chúng tôi cũng chưa có một người nào để cho thằng Võ Hoàng Yên nó kêu là nó bóp tay ha, nó kéo lưỡi, nó gặt cổ, nó này nọ, tất cả chúng tôi chưa trải qua. Nếu các bà, các ông mà có những con cháu mình bị như thế thì trong lòng của các bà, các ông nó sôi sục hận thù đến như thế nào hay không? Mà chúng ta chưa nói đến những người đã làm đơn tố giác Võ Hoàng Yên rằng để làm chết con cái cháu con của người ta ở ngoài miền Nam này đó, thì bao nhiêu cái hồ sơ hiện thời luật sư Nguyễn Đình Kim đang nắm giữ. Vậy là ông Nguyễn Đình Kim lên tiếng giùm đi coi chính Tiền Giang nó có đúng hay không. Thành thử ra đó, nếu tôi là một người phụ nữ ở ngoài quốc hội đó, mới nghĩ rằng cái thống nhất Sơn Hà này là do công ơn của rất nhiều miền Bắc miền Nam kế hợp với nhau, phối hợp chặt chẽ, đồng nghiệp, đồng tình, đồng một cái tình yêu thương đất nước, đồng bào, và biết ô nhục khi mà bị xâm lăng thế này thế khác, đã kế hợp với nhau à, quý vị, để cho có ngày thống nhất hôm nay. Bây giờ ở ngoài miền Nam này có một người phụ nữ, hãy bỏ qua cái gian sắc của cô ta, hãy bỏ qua những cái kim cương hột sòm ở trên người cô ta, hãy bỏ qua tất cả, mà chỉ biết rằng đây là Nguyễn Phương Hằng đang tranh đấu cho xã hội, có phải là tội đồ của đất nước hay không? Nếu chưa nói đó là ân nhân của xã hội, mà miền Nam này có phải là núm ruột của miền Bắc hay không? Hay là bây giờ quý vị cho rằng chuyện này của miền Nam để miền Nam lo? Cô Hằng là một người kêu là một kẻ ở đâu về, nó là nước ngoài, nước trong gì nó ở đâu đó. Và cái chuyện này nó ở miền miền Nam nó chẳng dính dáng gì với miền Bắc hết. Quý vị có nên có suy nghĩ đó hay không? Nếu mà có thì tôi rất đau lòng. Quý vị nên nhớ rằng đánh giặc với ngoại xâm đó, mình biết kẻ thù mình là ai, mình nhắm vô kẻ thù của mình bắn. Còn trong khi cô Hằng á, cổ đấu tranh trong vấn đề xã hội này là kẻ thù trong bóng tối không biết là ai hết. Thằng Võ Hoàng Yên có phải là kẻ thù hay không? Dạ thưa không. Một cái đường dây đằng sau lưng nó, và vợ con người yêu của những cái đường dây này, thằng nào cũng có vợ có con chứ lẽ nào không? Cho nên cái đồng tiền nó lấy từ cái phần chia phần trăm của thằng Võ Hoàng Yên, nó về nuôi vợ nuôi con, nuôi người yêu của nó. Bây giờ cô Hằng cũng đụng vô, chú Dũng đụng vô,
là coi như là kẻ thù của hàng trăm đứa. Cô Hằng có biết là ai hay không thưa quý vị? Rồi bây giờ đụng tới nghệ sĩ. Quý vị thấy rằng nghệ sĩ ở đây là cũng có hàng ngàn người quý vị. Ngày xưa đó thì cải lương bao nhiêu tôi biết, Hề này nọ tôi biết luôn, mấy chú Hề luôn đúng không ạ? Là bên điện ảnh này nọ cũng biết hết. Tuy rằng không phải là 100%, ít ra cũng 70% là tôi biết tên, thuộc tên hết. Thì quý vị mới biết rằng cô Hằng đụng tới nghệ sĩ, mà nhất là bây giờ nó cứ là mọc ra như nấm. Mỗi một năm ở trong trường nghệ thuật sân khấu nó ra bao nhiêu trăm em. Thì quý vị biết rằng cái biến đất mà showbiz này nó trở thành béo bở cho những người mà đi ra không biết làm cái gì mà có năng khiếu, có nhan sắc, có ngoại hình, thì người ta nghĩ ngay tới showbiz. Ráng ca không được thì ráng học ca, múa không được thì ráng học múa. Coi như là chỉ cần làm sao có cái ngoại hình cho đẹp ha, có cách ăn nói dạng dĩ này, coi như là bước chân vào showbiz thì giàu có ngay. Nó khác hoàn toàn với thời xưa là cứ là sướng ca vô lội. Ông bà chúng ta thường có thành kiến như thế ha, nghĩa là cái gánh mà kêu hát kêu là gánh, kêu là gì, bồ tèo gì, họ nói tôi nói là gánh bồ tèo á. Đi ở đình này ha, rồi qua tới cái miếu nọ, toàn là hát những cái nơi mà ghế sống không có. Được có một cái sân khấu là tốt lắm rồi, và mưa gió không phải chạy đó là mừng lắm rồi. Còn cái hàng ghế thì để cho các ông hương bà xã, hay là coi như là mấy người lớn tuổi được ngồi ưu tiên một chút. Còn dân chúng thì cứ việc đứng mà coi, không có sao á, miễn coi được rồi. Và lương hướng của người ta có hợp đồng không quý vị? Có trợ lý, có quản lý gì không? Có gì hết. Đó là trôi nổi đủ thứ, bị bóc lột đủ kiểu ha. Bị lạm dụng thế này thế kia là biết sao một cuộc đời của họ trải qua bao nhiêu thế kỷ rồi mới có được như những ngày hôm nay. Bây giờ là các cậu gì đó mà ra một cái là có trợ lý rồi này nó nổi tiếng một cái là báo giới biết tới một cái rồi là thôi xô chậu quá trời luôn. Và coi như là đóng đinh ở trên những cái chương trình mà game show trên TV đó quý vị. Mở ra là những cái gương mặt đó. Mà trong cái showbiz của mình hàng ngàn người tuổi trẻ tài cao rất là nhiều. Ai quản lý mấy cái này? Bộ Thông tin Văn hóa, Bộ Thể dục Thể thao có kiểm soát nổi hay không? Rồi đó là cái vụ của Hoa hậu Ý Nhi trả lời lệch chuẩn. Thế là moi ra rằng là Việt Nam một năm tổ chức bao nhiêu cuộc Hoa hậu người mẫu, bắt đầu là moi ra. Xong sau đó là tàn êm hết, tiếp tục tổ chức Hoa hậu trở lại. Nghĩa là vô thưởng vô phạt. Mà hãy có một cái sự cố gì, một cái là tha hồ moi ra. Nhưng mà sau nó bắt đầu sao? Thôi hốt nó qua bên, tiếp tục trở lại. Đó là cái cách làm việc của dân của chúng ta là như thế. Ao ao lên một chút rồi thôi. Nó giống như là cơn mưa rào vậy đó. Nó lớp phớt ở trên mặt đất rồi xong rồi còn ở dưới cái gốc sâu của nó kệ nó. Nước tới được thì tới, không tới thì thôi. Cây nào sống được sống, cây nào không có nước thì chết. Nó thành ra là chúng ta đã bỏ sót rất nhiều những người có tài của gì. Báo chí cũng như là những người mà liên can tới thông tin văn hóa này nọ, nhà ca hát này nó showbiz showbiz. Ít khi nào mà đi nhìn có một cái tầm mắt nhìn để mà khám phá đến nhân tài. Ngày xưa một cô Hương Lan, một cô Bao Bao Hoàng chỉ xuống câu giọng cổ thôi đó. Là thần đồng. Đó bây giờ cô Bao Bao Hoàng thì nghĩa là cô sống thành một người đời dân bình thường. Nhưng mà cô Hương Lan vẫn còn sáng đèn đó. Quý vị hỏi đúng hay không? Chỉ cần là hát câu giọng cổ. Diễn thì không được diễn nhiều lắm. Những cái tuồng hát mà ngày xưa tôi coi như cô Hương Lan đóng này nọ dây đầu con á, thì không có cái vai nào mà đến nổi mà để cho khán giả mà coi rằng đó là có cái tài diễn xuất. Đây là tôi xin lỗi nha, nói thiệt hết. Còn cô Bao Bao Hoàng á, thì bên mình cái tuồng hát bên Đoàn Kim Chưởng là tiếng trống săn canh này nọ, Bao Bao Hoàng nổi bật. Nhưng mà cái ca đó của Bao Bao Hoàng không bằng của cô Hương Lan. Hay là Hương Lan bước qua lĩnh vực tân nhạc cái là thành công quá trời luôn. Chứ còn nếu nói về diễn cải lương á, thì thần đồng Hương Lan chưa có xuất sắc gì cả. Nhưng mà lại được có một cái là có cái giọng ca ngọt ngào và coi như bước qua lĩnh vực tân nhạc thành công gần 100%. Nhưng mà được cái mệnh danh là thần đồng. Còn Bao Bao Hoàng á thì có diễn nhưng mà cái hát thì không bằng. Bây giờ coi như là ông tổ không chiêu đãi lắm, không có ưu đãi cho lắm. Thành ra Bao Bao Hoàng chuyển qua tên Thanh Hoàng thì coi như mất luôn. Tôi nói đúng không? Cô Bao Hoàng trong nước thấy tôi nói đúng không? Cô Hương Lan đó thấy tôi nói đúng không? Nhưng mà đã từng được cái tiếng là thần đồng. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy rằng thần đồng nhiều lắm. Thần đồng toán học, thần đồng sinh ngữ, thần đồng có trí nhớ dai ha? Nhiều lắm luôn. Nghĩa là không còn cái cơ mang nào mà chúng ta nói hết. Nhưng mà có những đứa thần đồng nó cha mẹ nó khá đó quý vị, thì nó lâu dài nó kéo cái tên nó lâu một chút. Còn có nhiều đứa nó cũng là giỏi tài nhưng mà nó xuất thân ra nó không có được ai nâng đỡ, nó không có trợ lý quản lý gì đó quý vị. Nó không có một cái sự ngoại giao tiếp cận với báo chí. Thành ra cuộc đời của mấy em nó mai một vô cùng luôn. Thật sự là nó như vậy. Rồi đó, thành ra bây giờ tôi muốn nói ra đó là nếu tôi là người quốc hội
tôi sẽ càng cảm thông ở phía Nam này. Nó là núm ruột từ miền Bắc ra đó chứ, là con của một dân trong nước, tất cả là công dân của Hồ Chủ tịch. Ấy thế mà chúng ta phân biệt. Ngày cô chú ra đó ở giấc dưỡng, nói chữ giấc dưỡng mà một kép quý vị, tức là ở trong hotel khách sạn gì thôi, không có một người nào mở tấm lòng ra là kêu là tiếp khách đường xa. Một đứa con từ miền Nam ra miền Bắc, không có gì đâu. Thì tôi mở cửa nhà tôi ra, mà nhà các bà bây giờ chắc chắn là sân rộng lắm, chứ không phải như hồi xưa nữa, không phải như các mà nữ nhân quân á, lẽ nghĩa là đang cổng con đồng đồng con để mà cắt lúa, nó nghe máy bay Mỹ cái là hạ con xuống rồi, một cái là rút súng súng trường đó mà nhắm máy bay mà bắn, không có còn như thế đâu. Các bà bây giờ đa số này sân rộng lắm, làm gì mà không chứa được cái phái đoàn, cái nói chữ phái đoàn cái gì đó, 5-10 người vừa của bên cô Hằng chú Dũng nó vô nhà uống miếng nước trà ha. Hôm nay ăn cái gì không? Ăn bún riêu cua không? Ăn bún đậu không? Tôi đãi cho ha. Hay là muốn ăn cái gì của miền Bắc này? Tôi hỏi quý vị nó ấm biết bao nhiêu quý vị. Đây là người trong nước hay là xem cô Hằng như là một tội đồ thưa quý vị? Quý vị méo mó một cái suy nghĩ thôi, quý vị cho rằng cái chuyện này là riêng tư của hai vợ chồng nên đòi nợ thằng Võ Hoàng Yên, quý vị cho rằng cô Hằng là gì thế này thế khác, quý vị bị méo mó tư tưởng. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể nắm được tư tưởng của người dân? Làm sao chúng ta ngồi trong quốc hội để mà kêu là người ta nói là quan chi mẫu quý vị, hả? Phụ mẫu chi quan đó. Làm sao chúng ta làm cái đó được? Nếu bây giờ chúng ta nhìn qua chú Dũng cô Hằng với một cách lệch lạc như vậy để chúng ta không tiếp đón, chúng ta sợ đụng chạm để bị dính líu, bị cái này cái kia, vậy thì làm sao chúng ta có thể hiểu được lòng dân của cả nước? Tôi nói một cái cách đó thôi, tôi nhìn có một vấn đề đó thôi, tôi thấy mấy quý vị e ngại. À, tôi chơi với nhà giàu tôi bị mang tiếng, hoặc là kết cấu với cái bà này nè, bà là cái gì đó, ông kia cái gì đó, tôi ngại lắm. Miền Nam nó sẽ thế này thế nọ với tôi, dân sai. Mà các ông các bà ngồi trong quốc hội mà con có tư tưởng như vậy thì ở trong dân trong nước này nó còn ra làm sao nữa. Mới sinh ra một con Đinh Thị Lan lên chửi suốt 3 năm trời nay, và ở ngoài Bắc thì có con Hoàng Kim Dung. Chưa nói tới một cái con người dám mặc áo công an tuyên bố rằng mày đi ra miền Bắc của tao, thủ đô Hà Nội của tao, tao sẽ lấy bao nhiêu lít xăng, tao đốt mày. Như vậy người đàn bà này thuộc tội gì thưa bà con cô bác? Mình làm trong quốc hội mà mình lệch lạc, mình không hiểu người dân. Mà người dân này là người dân đã có công đức rất nhiều trong xã hội, lẽ nào miền Nam hưởng mà miền Bắc không công nhận hay sao? Những cái giấy khen ở trong bộ xã hội ban tặng cho hai vợ chồng như thế, không lẽ nào trong các quốc hội chúng ta bận biểu đến mức độ mà không biết rằng trong miền Nam này có một cặp vợ chồng mạnh thường quân như thế, lo cho dân nghèo như thế, do cho các em trẻ bệnh như thế, bao nhiêu công tác xã hội như vậy, lẽ nào tôi là quốc hội tôi không biết? Vậy làm sao biết được người dân ở trong Nam và trong đất nước của chúng ta sống như thế nào, làm sao biết hết? Hai ông bà nổi tiếng như vậy đó, mà chúng ta còn không biết hai ông bà được khen cái vụ gì và chuyện gì đang xảy ra mà chúng ta không biết. Vậy thì bao nhiêu tệ trạng trong xã hội này, những đứa nhỏ bị bạo hành, những đứa nhỏ bị bỏ học, chúng ta có biết được điều đó hay không? Và bao nhiêu thiếu nữ phá thai bỏ con rơi, nhắm rằng trong quốc hội có hiểu được hết điều đó ở trong cái xã hội đất nước của chúng ta hay không? Rồi bây giờ vấn đề nữa, thưa với bà con cô bác, con Hoàng Kim Dung nó thì chính cũng có một bài nói thật đặc biệt mà đồng chí Lý Lắc chưa có phát hành. Còn bây giờ riêng con Đinh Thị Lan chính tiếp tục, từ đầu chí mùa nó mở miệng ra, nó nói rằng chú Dũng cô Hằng mua chuộc YouTuber. Vậy thì bây giờ sẵn đây chính hỏi ngay nó, và ngay con Đinh Thị Lan, và ngay những người nào mà yêu mến ủng hộ cho con Đinh Thị Lan á, hãy trả lời dùm. Cái YouTuber mà nó kể tên 40 mấy người mà nó kể đi kể lại, nó nghĩa là nó thuộc lòng như chỉ bàn tay của nó đó. Nó thuộc lòng vì sao? Nó không còn muốn ăn muốn ngủ nữa để mà nó thuộc lòng. Thì nó kể tên ra đủ thứ, trong đó cũng có công an nha. Trời ơi, cho tới có công an cũng có mặt trong đó luôn, là luật sư có rồi nha quý vị. Rồi các YouTuber như chúng tôi, nó đọc đi đọc lại hàng trăm lần như vậy. Thì tao hỏi với mày thế này nè, mày cho rằng cô Hằng lấy tiền, lấy vàng, lấy đô la, hay là lấy kim cương, hay lấy sổ đỏ mua chuộc đầu trâu mặt ngựa như chúng tao, vậy thì những người YouTuber nước ngoài tính sao? Và đồng bào mà comment ở trong những cái bài nói chuyện của chúng tôi đó quý vị, 46 YouTuber, trong đó những cái lời comment ở trong đó thì quý vị hãy lọc ra đi. Nhất là bên công an mạng của chính Tiền Giang này, xin được cúi đầu cảm ơn công an mạng, nếu công bằng, lọc ra những cái lời phê bình và cái vấn đề ủng hộ cô Hằng, hãy cho ra, phân loại ra, cân nặng nhẹ như thế nào, cho biết đi. Vậy là cô Hằng mua chuộc hết ư?
và trả lời như thế nào đồng bào ở phía Bắc. Không phải nằm trong quốc hội, đó là những người dân biết yêu chuộng cái công bằng, biết yêu chuộng cái chính nghĩa. Mắc mớ gì họ không phải là đối tượng của cô Hằng, nhưng mà vượt bao nhiêu cây số đường mà trời lúc đó đang là lạnh như cắt. Những cái đó qua thật tươi, họ hùng hạp với nhau, họ mua để mà họ chạy đến với cô Hằng như thế. Vậy thì quý vị mới nghĩ coi, có phải nói rằng cô Hằng đi mua chuộc với đồng bào của chúng ta ở phía Bắc không thưa quý vị? Ở Bắc Cạn nè, Bắc Giang nè, Thanh Hóa nè, Thái Bình gì đó, không biết bao nhiêu cái đoàn nhỏ nhỏ, ít có, nhiều có, mà đi mà chạy tới để ôm cô, để mà chụp hình chung với cô. Vậy thì tất cả cái này là cô Hằng mua chuộc hay sao? Và làm sao đồng bào ở phía Bắc hãy cung cấp bất kỳ một cái tài liệu nào mà chú Dũng cho cô Hằng liên hệ với cựu chiến binh ở ngoài Bắc, bàn soạn với họ để mà âm mưu với họ để tấn công công an Sài Gòn có hay không? Đồng bào ở miền Bắc hãy cho biết rằng sự thật như thế nào. Trời ơi, năm nay Lan có giá quá quý vị ơi. Lan ở ngoài đời cũng có giá nha quý vị, ở đâu cũng thấy Lan, năm nay Lan dữ lắm. Giờ nói chung mà trong mạng xã hội này cũng Lan nha quý vị, trời ơi Lan à. Mà bông lan á thì nó khác, còn này nó nhất là nó lan tràn hay là cái gì mà lan sang hay là cái gì mà cái lan này nó nhiều cái là lan la, lây lan á quý vị, lây lan á ha. Trời ơi quý vị nghĩ coi nè, trên mạng xã hội ha, là bà Trương Mỹ Lan là nổi tiếng rồi phải không quý vị? Hút máu đồng bào cả triệu tỷ nha quý vị. Trời ơi bây giờ bà đang khóc lóc nè quý vị, giọt nước mắt của Trương Mỹ Lan nè quý vị. Thấy không? Không biết giọt nước mắt của Trương Mỹ Lan có giá trị không, mà lại giọt nước mắt của Đinh Thị Lây Lắng lời sờ hay không, mà báo Tuổi Trẻ hôm nay nó đăng á, sở dĩ bà Đinh Thị Lan bật khóc tại phiên tòa của vị, trời ơi. Trời ơi bà già này nghe cũng khóc theo. Đây nè, giọt nước mắt của bà già nè, báo Tuổi Trẻ ơi. Trời ơi hôm nay giọt nước mắt của Đinh Thị Lan được nổi bật trên báo Tuổi Trẻ luôn nha quý vị. Đó, nhưng mà trước mắt mình phân tích giọt mắt đi quý vị, giọt nước mắt của Trương Mỹ Lan đó ha. Người đàn bà Hoa Kiều hút máu đồng bào chúng ta trên 1 triệu tỷ nè đó quý vị, bà cũng bật khóc đó quý vị. Bây giờ bà nói là bà sẽ đi bán mớ bất động sản của bà để bà bù vô rồi bây giờ, nhưng mà bà chừa lại cho bà cái bất động sản nào mà 700 tỷ đó không biết nữa. Trời ơi dễ sợ không quý vị, 700 tỷ cuộc đời của chúng ta kiếm 1 tỷ ông trào máu hồng quý vị, mà bà là gì? Bà là Hoa Kiều ha, không biết ăn học tới đâu, không biết ăn cơm trên đất nước Việt Nam của chúng ta, không biết bao nhiêu hạt cơm dính ở trong răng trong máu của bà đó quý vị. Mà hôm nay bà làm cái gì bà dơ dét kiểu nào, mà tiền bạc thế nào mà có được một tài sản mà xin giữ lại tài sản 700 tỷ. Còn bao nhiêu bất động sản của bà mà quý vị mở Google quý vị xem đi, quý vị mà coi mà không mỏi con mắt nữa thì thôi đó. Quý vị biết rằng mà hút máu như thế nào với từng tuổi bà đó thôi. 10 năm trời hút máu đồng bào Việt Nam chúng ta cũng là Lan quý vị, cũng là Lan đấy. Rồi bây giờ á, còn một bà Lan nữa là Hoàng Thị Thúy Lan. Thì bây giờ để là coi là để coi đồng coi là người ta cơi ra coi bà ăn cái gì bà làm gì nha quý vị, cũng là dân, là dân nhà giáo mà kêu là cấp 2 à, cấp 2 quý vị. Lan á, Lan cấp này là kêu là nổi tiếng luôn, ở ngoài đời Lan cũng mắc, mà ở trong mạng xã hội này là Lan không đó quý vị. Bây giờ tính Đinh Thị Lan của chúng ta nhá, hôm nay giọt nước mắt của Đinh Thị Lan được báo Tuổi Trẻ nó đăng luôn quý vị. Trời ơi giọt nước mắt của một cái con, thôi trời xin lỗi coi chừng, trời ơi mô Phật, mình có con báo Tuổi Trẻ mà người ta đã đặt vấn đề tới thì mình phải nể chút quý vị, bề nào cũng phải vuốt mặt nể mũi nha quý vị. Trời ơi tôi mới đọc cái tích sơ sơ thôi là báo Tuổi Trẻ nó đăng đó quý vị. Ôi chú cha ơi, bởi vậy hèn chi mà kêu là khóc nữa đi em, cứ khóc nữa đi em, khóc nữa đi em. Trời ơi khóc nó nổi mà báo Tuổi Trẻ nó đăng rồi đó quý vị ơi, thôi chết rồi. Thế nào báo không, nghĩa là một giây một nhợ nhau đăng là kêu là Đinh Thị Lan tại sao khóc quý vị coi nha. Ông Vũ coi chừng nha không, luật sư Vũ, luật sư Vlog cũng coi chừng nha không, đừng có đụng tới. Hôm nay Đinh Thị Lan khóc mà báo đăng rồi đó quý vị. Tại sao bà Đinh Thị Lan khóc, vì sao em khóc, già khóc nữa đi em. Để bà già này nói chuyện quý vị nghe nè, nè coi nè, là coi như mấy cái fanpage của nó quý vị, nó đăng lên rồi quý vị. Đồng chí đi lắc gửi qua cho bà già hồi sáng nay nè. Là Đinh Lan phản biểu giọng điệu xuyên tạc vu khống của tên Hồ Minh Cường, chủ kinh Gia Binh và Drama nha, hai chấm. Bài viết của tôi đăng trên trang cộng đồng lên án Đỗ Thị Hương, chủ kinh Hương Quảng Châu là phản động, đang quảng bá mình là tình báo Hoa Nam. Chết mà chưa, trời đất ơi. Quý vị ơi, tình báo cái gì quý vị ơi, cái đó là phải có một cái căn cứ rõ ràng đó quý vị. Vì sao Tập Cẩm Bình mới vừa qua đất nước của chúng ta đó quý vị, nhớ không, mới qua đây là bắt tay ôm ngày Nguyễn Phú Trọng của chúng ta và ký những cái gọi là kinh tế toàn diện ha, những cái hợp đồng toàn diện đó quý vị, giống như là vợ chồng của tổng thống của Hàn Quốc đó quý vị, nó là ký toàn diện. Mày có chừng nha không, Đinh Thị Lan lờ sờ
tao nói cho mày nghe nghe, mày mà nói con Hương Quảng Châu nó là tình báo qua Nam mà coi chừng ông Tập Cẩm Bình qua ông tính sổ mày đó nha mày. Hai đất nước bắt tay với nhau rồi nha mày. À, mày nói thằng Tấn Thành không nói thì thôi, chứ mày nói Hương Quảng Châu, Hương Quảng Châu nó có về Việt Nam nó hoạt động được cái gì đâu mà tình báo qua Nam con hả? À, trời ơi mày thiệt là mày gấp lửa bỏ tay người sao mà mày không nói thằng tình báo qua Nam là cái thằng Trấn Thành không có là thôi, chứ mắc nói gì ở Quảng Châu đâu phía ngoài mà tình báo qua Nam thưa quý vị. Mà mới ông ngài Nguyễn Phú Trọng của chúng ta mới bắt tay ôm hai vai của Tập Cẩm Bình mới đây nha, liệu mà nói nha mày, mày liệu mày nói chuyện nha mày. Rồi tiếp nào quý vị. Giờ này bọn YouTuber lồng lộn lên, ngoài việc kiếm tiền YouTube, chúng còn muốn khiêu khích Đinh Lan gì bức xúc sẽ lên án công an thành phố Hồ Chí Minh. Hồi nào thì nó chửi công an thành phố Hồ Chí Minh là vô cảm ha, làm việc thì không có đủ năng lực thì nó cứ bắt Quảng Châu hoài mà bắt không được. Trời ơi, nó mới la mới rầy, nó nói là vô cảm hay là cảm mạo gì đó không biết nữa ha. À, mà hôm nay giờ anh em nó nói rằng chúng tôi là kích thích nó quý vị, nó ghê chưa, gấp lửa bỏ tay người ha, vui ha, gài ha quý vị, gài nó gài đó quý vị. Không bao giờ Đinh Lan này dính bẫy của nó nói những cái tên mà hồi nào giờ nó nói hoài quý vị, mấy cái tên YouTube mà chính miệng đọc nha, mất thì giờ quý vị vừa lắm, nó nói hết trơn á. Rồi á, riêng luật sư hôm nay trời ơi chết chết rồi, luật sư Vũ ơi nghe này, luật sư Vũ con Đinh Thị Lan lờ sờ hôm nay nó dám đụng tới luật sư Vũ chứ luật sư vlog đâu quý vị. Trời ơi, à luật sư Vũ này nha, Trần Quốc Vũ clip nào cũng gắn hình Đinh Lan ở tòa mới có nhiều người xem à, tên luật sư bị tước bằng 2 năm kia. Trời đất ơi, có không luật sư Vũ? Ông sao ông để tước bằng vậy? Có phải cái chuyện mà cái vú mà nó bị có sữa ở bên tỉnh Tức Bình? cái vú mà vô dính sữa mà kỳ đó luật sư vô tình dịch sư nói không? Trời ơi, cái đó gì mà tước bằng tới 2 năm mà giữ vậy mày? Trời ơi, tôi nói với chị nghe nè, bác sĩ mà nói ăn tiền bệnh nhân mà nó còn đòi ngủ với mẹ mà còn đâu có tước bằng tước gì của chị, chỉ có là không cho mổ thôi, có mấy năm mà không cho mổ phạt vậy thôi, làm gì có tước bằng ở trong đây. Trời đất ơi, nó nói mà ông Vũ ông mới vừa thắng kiện cái vụ của bên tỉnh Tức Bồng Lai, cái vụ mà bà Châu Vĩnh Quá nó ta mới thắng kiện đây, trời rần rần vui quá trời tung hô, mà đang đi làm việc rồi ông nữa, ông đi tới ông làm việc ông nghe tin cái vụ mà có quản tòa hôm 11 tháng 3 vừa rồi đó thì ông quay trở về đâu quý vị, ta đang đi làm việc ở trong cơ quan đàng hoàng mà mày nói bậy nó bạ nha mày. Rồi bây giờ nè, số 2 là luật sư vlog, nó kêu tới hết ông Vũ rồi tới là luật sư vlog quý vị. Trời ơi, nó nói ông Lóc nè, luật sư Lóc Âu Quang Phục, nó kêu Lóc rồi còn Âu Quang Phục nè, thì ghi tiêu đề Thị Lan bị bắt khóc ròng bà Hằng phiên phúc thẩm dân. Trời ơi, kinh lớn gì mà cũng hèn dữ vậy. Âu Quang Phục, Thị Lan bị bắt khóc ròng khi tòa đang xử Trương Mỹ Lan mà cũng giật tích đánh lừa khán giả vào xem làm gì, hèn quá. Hai tên đàn ông được xem là luật sư nhưng đã từng livestream vu khống và làm nhục Đinh Thị Lan này, hai ông có làm nhục nó không, làm nhục mình hay là làm nhục tập thể hả? Làm nhục một mình hay làm nhục tập thể mình, nên nó mét hai ông với cộng đồng mạng đó, hai ông coi chừng nữa nha, không coi chừng bị mất bằng nữa nha không. Trời ơi, Đinh Thị Lan người ta quen biết lớn lắm đó mấy ông, trời đất thánh thượng ơi, hôm nay nó khều tới mấy ông nội này luôn rồi. Rồi bây giờ nó tới nữa nè quý vị. Nó nói rằng Đinh Thị Lan á phản biện giọng điệu xuyên tạc, trời ơi, nó dùng toàn là những cái từ chính trị như giọng điệu xuyên tạc của chế độ Mỹ ngụy gì đó, nó dùng tính chính trị không quý vị. À, du khống của tên Hồ Minh Kiều Cường ha. Rồi bây giờ thì xong cái này là chính đọc cái này lại rồi, bây giờ đọc cái thứ hai nè. À, chào mọi người, à, nhìn 40 YouTuber này giống như vụ đám xe ôm tấn công tỉnh Tức Bồng Lai không mọi người? Ủa, có xe ôm nào tấn công tỉnh Tức Bồng Lai quý vị? À, ai có thể chứng, à, ai có để cho chúng tự do nhục mạc tỉnh Tức Bồng Lai như là công an thành phố Hồ Chí Minh để chúng tự do tấn công Đinh Lan gì đó? Bây giờ nó đang lôi công an thành phố Hồ Chí Minh nè quý vị. Nó đã từng nghĩ rằng thành công an thành phố Hồ Chí Minh tấn công tỉnh Tức Bồng Lai, cho nên bây giờ nó dùng cái hình ảnh đó, nó dí rằng YouTuber tấn công nó giống như là công an thành phố Hồ Chí Minh tấn công tỉnh Tức Bồng Lai. Đây là gấp lửa bỏ tay người hơi nặng nha, đụng tới luật sư rồi đụng tới công an luôn nha. Để mấy anh công an mạng nghe giùm coi, đọc cho kỹ vào nó nói cái gì về mấy công an đây nè, nên làm nói về nghề nghiệp của các anh đó, các anh nghe cho kỹ đi nha, đây là lúc các anh phải làm việc đó. Rồi bây giờ tiếp nào quý vị. Với cái điểm thứ hai đó là một cái điểm chung là những đứa mà nó chọc lại cô Hằng, nó ăn ti với cô Hằng á, nó thù hận, nó thừa hận cô Hằng, nó đều lấy cái tỉnh Tức Bồng Lai nó làm giống như cái nền đó quý vị ha. Để quý vị, để chính nói quý vị nghe nè, quý vị có thể kiểm chứng lại nha, con Hoàng Kim Dơ có phải là nó lấy tỉnh Tức Bồng Lai nó làm cái nền không? Rồi cái con Phạm Ngà cũng lấy tỉnh Tức Bồng Lai với Võ Hoàng Yên à. Rồi giờ cái con này đó thì nó cũng lấy tỉnh Tức Bồng Lai và thêm Võ Hoàng Yên luôn
và đồng thời là thêm cô Phi Nhung. Nghĩa là con Phạm Thị Ngà thì mới giống như con Đinh Thị Lan ở cái điểm là lấy tỉnh thất Bồng Lai và cô Phi Nhung. Còn con Hoàng Kim Dơ á, thì nó giống con Đinh Thị Lan ở cái chỗ là dịnh vô tỉnh thất Bồng Lai. À, còn một mình con Đinh Thị Lan á, thì nó dựa vô ba vấn đề luôn. Thứ nhất là tỉnh thất Bồng Lai, Võ Hoàng Yên và cả ca sĩ Phi Nhung. Đó là cái con này nó làm vậy, là mấy con kia thì chia nhánh ra. Thì quý vị thấy rồi đó ha. Một băng một nhóm với nhau nữa, nó còn một con mà gọi là luật sư Hành Lang nữa nha quý vị. Đó, đó là quý vị thấy không, tụi nó chung một ruột với nhau. Và Nam Quang Tiến Dũng là quý vị thấy nó dính vô cái tỉnh thất Bồng Lai, rồi nhấn vô cái vấn đề của thằng Võ Hoàng Yên một chút nha, rồi thêm cái nữa là cái là ca sĩ Phi Nhung, là ba đứa đều dính luôn nha, giống chung một điểm là ca sĩ Phi Nhung. Còn hai đứa thì nó giống rồi ba đứa luôn quý vị. Con Phạm Ngà cũng tỉnh thất Bồng Lai, con Đinh Thị Lan tỉnh thất Bồng Lai, và con Hoàng Kim Dơ cũng, con Hoàng Kim Dung á cũng tỉnh thất Bồng Lai. Đó, đủ gì thấy không, nó giống giống nhau ha. Rồi á, còn cái Võ Hoàng Yên này á thì cái con Hoàng Kim Dung không dính, con mà Phạm Ngà đó thì có dính nha, dính mà nó chụp hình chung thôi, không nghe nó nói thôi. Còn con này thì nó nói luôn, nó nói rằng cuồng cuộn dâm loạn với thiên giới Võ Hoàng Yên đó, quý vị nhớ không? À, trời đất ơi, tôi nói rồi, bây giờ nó lại kể tiếp nữa, nó kể tiếp một số những cái YouTuber mà nó thưa đó quý vị, chính miễn đọc nha, nó dài quá đi. Rồi bây giờ rồi ha, bây giờ tới một cái nó một cái bài nữa, nó nói rằng là nó cũng nói là con Hương Quảng Châu là tình báo Hoa Nam quý vị. Rồi bây giờ đó, nó nói rằng Gia Binh á tự bình luận là công an Long An, hồi nào ta Gia Binh nó có nhận nó là công an ở Long An quý vị, và công an thành phố Hồ Chí Minh, à nó bình luận là công an Long An và công an thành phố Hồ Chí Minh bao che cho tội phạm là các YouTuber tấn công tỉnh thất Bồng Lai và tấn công Đinh Lan nữa. Chính Hồ Minh Cường nói biêu xấu lực lượng công an nhân dân nha. Nói chửi thì không sao, ta nói cho mày nghe để một hơi, tao kể về cái tội lỗi của đám nhà Minh này. Cái con này nó giống y nhà Minh, nói chắc con này gốc Tàu chứ không phải gốc Lào đâu quý vị, để chính từ từ phân tích quý vị nghe nha. Thì hồi nãy giờ ở trên đó ha, thì nó nói rằng nó không mắc bẫy vì nó đã từng chửi công an là vô cảm, phải không quý vị nhớ không? Nó nói công an vô cảm rồi lắm, để cho YouTuber 3 năm nay làm nhục tập thể nó. Cái câu đó quý vị nhớ rồi chứ gì, hôm nay nó lại gấp lửa bỏ vô tay của Gia Binh. Nó nói là Gia Binh là biêu ríu nó ha, quý vị thấy chưa? Cái con này nó vòng vòng, nó đổ qua đổ lại, xào tới xào lui. Trời ơi, cái con này nó quá trời, quý vị ơi, ta nói nó quá trời luôn. Bây giờ để chính nói quý vị nghe nè, còn một cái bài chót nè. Công an á, nó ra vẻ như nó binh vực cho công an nè quý vị. Hồi nó chửi công an là vô cảm, bây giờ hôm nay nó nói rằng là bày đặt cái phân trình, nó nói là công an còn có người này người khác. À, ai tội phạm thì mình thực hiện quyền công dân đi tố cáo người đó theo đúng quy luật pháp luật. Không ai bao che cho tội phạm đâu, Hồ Minh Cường chủ kinh Gia Binh ạ. Đừng tuyên truyền bị bạ kéo vào tù nha con trai. Trời ơi, nó đẻ ra đứa thằng trai bự quá ta. Tủ đoạn của những YouTuber tấn công Đinh Lan như những con chim bồi, hay nói cách khác là lái xe ôm để khiến Đinh Lan này phạm tội như chúng thì quên đi. Đinh Lan này rất tinh nha mấy đứa. À, nó lại nói tên của các YouTuber, nó kể mất một vách nữa. À, làm nhục tập thể hai mẹ con Đinh Lan mà gây hậu quả mẹ tôi nhập viện, các người chắc không bị sợ gái à? Mô Phật. Trời ơi, tao nói cho mày nghe nha, cái con gì, cái con Trăng Khàng nó đầu nó đái ở trên chỗ khu du lịch Đại Nam kìa, mà nó còn không sợ thấy luôn à, nó đã nhầm, nó không sợ, người ta gọi là công xúc tu sĩ đó quý vị, dạch quần ở ngoài đường ngoài xá mà con Trăng Khàng mà nó còn không sợ. Mà mày, mà mẹ mày nhập viện, tao nói cho mày nghe tại sao mẹ mày nhập viện, mày biết không? Mày nhồi trong đầu của má mày á, má ơi 3 triệu, má ơi 3 tỷ, má ơi 3 tỷ, má ơi 3 tỷ, mày nhồi bả suốt đêm trời, bả ngủ không được. Rồi mày còn đi hát cái bài mà kêu là cổ úa của ông Lâm Phương nữa, mày đem mày la mày hát sao bả chịu không nổi, bả bệnh đó mày. Trời ơi quý vị ơi, cái con này nó hát cái bài này á, tôi nói quý vị nghe, tại sao mà công an không dám đụng tới nó, và mấy bà ở trên tòa cũng sợ luôn, là tại sao nó có một cái bài hát độc địa thiệt, kêu là đây là cái chiêu của nó đó nghe quý vị. Bây giờ mà cái gì mà không được nó thì muốn không, tao hát cho mày coi nha. Thì thấy là nó bắt đầu nó hát là chết nguyên một đêm nha, tức là đêm ngày 10 tây rạng 11 tây đó, mày đâu có ngủ miếng nào đâu. Mày ngồi kế bên má mày đó, 3 tỷ má ơi, 3 tỷ má ơi, 3 tỷ má ơi. Ha, kỳ này là Nguyễn Phương Hằng đưa con 3 tỷ. Ha, 3 tỷ mình gần được rồi. Má ơi, ha, Nguyễn Phương Hằng đưa con 3 tỷ. Ha, Quỳnh Uy Dũng đưa con 3 tỷ, thí dụ vậy. Mày ngồi mày nói suốt bên lỗ tai bả sao bả ngủ. Mày đài bả đi hết chỗ này tới chỗ kia, đi đu theo mày đi lên tới tận nơi cái chỗ mà tòa án hôm bữa đó, 11 tháng 3 đó. Mày bắt bả ăn đợi nằm chờ hai mẹ con ăn bánh mì uống nước mía tao bả đau bụng đó mày ơi. Rồi mày cứ hát, mày cứ nói những cái câu mà 3 tỷ 3 tỷ là bà đâu có ngủ được đâu, bà mừng giống y chang như mày á. Hai mẹ con mày có ngủ được đứa nào đâu. Rồi thêm một cái nữa đó, là tao nói cho mày nghe đó, mày cứ lấy cái bài ca cậu úa rồi mày hát riết, rồi tao nói trời ơi, tao kinh hoàng quá trời luôn.
thành ra má mày bệnh đó nha. Trời ơi, mà tôi hỏi quý vị, nhà huyết áp cao mà đem nó bị xoay rồi xoay cái gì quý vị? Thiệt ra đó là đàn bà khám mà kêu là khám mà định kỳ thì có xoay cổ tử cung, hoặc là nếu đau bao tử thì xoay bao tử ha. Còn nếu lỗ mũi mà có bulip thì người ta xoay, ví dụ chỗ nào có một cái gì, cái vật gì mà người ta không nhìn bằng mắt được thì người ta xoay. Xoay tức là người ta phải đi qua một cái hệ thống dụng cụ. Ủa mà rồi mà huyết áp cao mắc gì xoay cái đó quý vị? Đâu huyết áp là biết rồi. Mà cái mặt của nó lao liên quý vị thấy không? Hãy nhìn một cho thiệt kỹ nha quý vị, mẹ bệnh không ai mà sửa soạn mà đẹp như nó đâu quý vị. Nó sửa soạn như vậy ha mà nó không có đăng một cái hình nào của má nó nằm trong bệnh viện hết trơn đó quý vị. Quý vị thấy cái con này sao quý vị? Mà tôi nói quý vị nghe, tôi đoan chắc với quý vị 100% là nó có quen cái gốc. Không phải gốc cách mạng mà kêu là cái gốc mà kêu là ít lợi nhóm á. Mà cái tụi này đáo để lắm, nó đem con này ra nó coi nhìn ra như sao, nó nhử đó quý vị. Bởi vì sao biết không? Cô Hằng đã phá cái miếng cơm của nó, phá những cái tất cả những cái gì nó đang có, phá hết. Nó phải dừng lại, hoặc là nó không dám mà bành kỳ như hồi trước. Thành ra cái tức này nó không chịu cam, nó không cam lòng. Cho nên con này là con rượu á, con muối, hay là cái con mà kêu là cái con bông dụ, hoặc là cái con búa rối đó quý vị. Người ta giật dây nó, phải giật dây cho con này nó làm đủ thứ trơn rồi mới bắt, thì không là con này. Nhưng mà tụi này á, nó sẽ biết rằng con này không bị bắt vì con này cũng có một chút máu be cách mạng ở trong đây đó. Thành ra là nhất cử lưỡng tiện. Thứ nhất là công an mạng cũng như là công an ngoài đời cũng như pháp luật là không có rờ tới nó. Thì cái con này là cái họng của nó người ta rờ tới nó rách việc. Bây giờ nó là kêu là nó giống như là cái càng lá đó phải không? Quý vị biết cái càng lá đó ma không? Trời ơi, nó mà thổi lên một cái rồi là nó lấn át tất cả các loại càng khác. Cái kêu là càng lá đó, quý vị bữa nào mà gặp đám ma mà xưa đó, hãy mà trống không bằng, đờn cò không bằng, rồi đờn bầu đờn gì không bằng, mà chỉ có cái càng lá nó thổi lên một cái là lấn áp tất cả các nhạc cụ khác. Bữa nào quý vị nghe thử càng lá đi, thì cái con này y chang như càng lá. Trời ơi, để cho nó hát cái bài cổ ú là chết quý vị. Má mày vừa nghe mày hát mà vừa tối ngày mày cứ má ơi 3 tỷ, má ơi 3 tỷ, Nguyễn Phương Hằng 3 tỷ, má ơi 3 tỷ, 3 tỷ. Trời đất ơi, nó cứ đai đi đai lại 100 lần với thứ hai. Má ơi, Vũ chị con Đinh Thị Chiên 20%. Má ơi, Mai Xuân Cường, má ơi, rồi Vũ Văn Thịnh, nó cứ vòng vòng như thế. Thành ra má nó chịu không nổi quý vị. Cả hai mẹ con của nó đó quý vị, một người đó bây giờ nằm một chỗ, nếu mà có thể là nằm một chỗ không nói năng gì trơn á. Nhưng mà nếu mà có bệnh nặng bệnh gì đó thì thế nào nó cũng phải đăng cái hình về quý vị ha. Rồi bây giờ má nó cao huyết áp sẵn rồi, bây giờ nó đổ quý vị. Con này là kêu là cái con đinh thì đổ quý vị, đổ thừa đó ha. Nổ là nó cái, tao nói nói chung là không còn cái gì trên đời nó không có hết trơn. Thôi thì các YouTuber hãy để cho nó mơ mộng đi. Sắp sửa cái ngày 4 tháng 4 đó là mình tới đó mình cười cũng được quý vị. Chứ còn nói thiệt quý vị, tôi không lẽ tôi cá với quý vị, nó mà ăn được một cái đồng nào của bà Hằng đó, tôi cũng lẽ tôi cá với quý vị. Tôi đó thì nói ngay, không có thầy bói thầy tướng gì cả. Tôi chỉ đặt một vấn đề về cái mặt lý đó quý vị, lý và tình đó. Thì làm gì làm, thí dụ nó lên cái nhu cầu của nó là nó đòi cô Hằng bồi thường danh dự của nó gì, đổi thừa nó, ví dụ Mai Xuân Cường chứ gì, phải không thưa quý vị? Cái quan trọng rằng cái gốc hồ sơ mà cô Hằng có thưa thằng Mai Xuân Cường có nhắc tới tên nó hay không. Nếu nhắc không nhắc thì cô chỉ nói một câu rằng tôi nghi ngờ vậy thôi. Bà Đinh Thị Lan nhà số đó suối Mai Xuân Cường đó. Nhưng mà tôi bảo đảm là cô Hằng không ghi. Vì cô Hằng có ghi một chút nào đi một lần một trong một cái lá đơn dài mấy trang không biết. Chỉ cần một lần một để chữ Đinh Thị Lan ở Gò Vấp ha, bán rượu vậy đó. Thì người ta đã biết rằng người ta đã mời Đinh Thị Lan để lấy ăn kết rồi. Lấy ăn kết đó quý vị. Hiểu chưa? Thành ra đó là coi như ở dưới người ta xử đơn thương là chỉ có kêu là Mai Xuân Cường nhà cô Hằng thôi. Và cái điều nữa là để Mai Xuân Cường ra khai thì chúng ta sẽ nắm được rất nhiều. Nếu Mai Xuân Cường cho rằng tôi chưa bị bà Đinh Thị Lan thuê mướn, và tôi cũng chưa bao giờ khai trên tòa rằng tôi bị Đinh Thị Lan kêu là thuê mướn tôi cả, thì chỉ cần như vậy thôi là coi như vụ án này được xếp hồ sơ lại. Cái điểm thứ hai, nếu mà Mai Xuân Cường có thuê nói rằng có thưa rằng ở khai này nó là tôi đã bị bà Đinh Thị Lan đã thuê tôi vào ngày mấy tháng mấy, đưa tiền cho tôi như thế nào ha, đã biểu tôi làm chuyện gì bà ta cho cung cấp số điện thoại của cô Hằng cho tôi, thì con Đinh Thị Lan này chẳng những không được 3 tỷ mà sẽ bị đền tội tại ngay chỗ luôn, bị còng tay ngay chỗ luôn. Vì vấn đề dám bịa chuyện mà muốn người khác ha, kêu là nhờ người khác mà đổ lửa cho tay người ta đó, thì quý vị biết rằng đây cũng là một cái tội lớn luôn, phải xử cho thật đẹp luôn. Thành ra vấn đề có mặt của Mai Xuân Cường vô cùng quan trọng nha quý vị. Nếu không có Mai Xuân Cường thì xin quản thiên tòa nữa. Còn cái vấn đề thứ hai đó, bữa tôi có hứa với quý vị và tôi không quên lời, cho rằng một cái phiên tòa mở rộng đi chăng nữa, mà nếu bây giờ làm sao mà
có đâu có triệu hồi thằng Võ Quận Yên nè, triệu hồi thằng Hoài Linh nè, triệu hồi quanh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành và danh hài Hoài Linh, làm sao hội tủ những người đó. Rồi vợ chồng của Thủy Tiên và con Vinh đó quý vị, thì mình nói thì nó có vẻ nó tốt hơn. Mà bữa đó thì không biết làm chỉ dành riêng cho cô Hằng với con Đinh Thị Lan về vấn đề Mai Xuân Cường. Thì nếu mà có chuyện như vậy thì Mai Xuân Cường phải có mặt, phải không thưa quý vị? Tôi nói rất hợp tình hợp lý phải không quý vị? Nếu tòa án mà không mời Mai Xuân Cường xem chừng như là nó thiếu dữ lắm. Vì đây là cốt lõi, đây là cái điểm chính của vấn đề. Và sau khi mà xử lý xong, nếu con Đinh Thị Lan nhắc tên bà Nguyễn Phương Hằng, ông Quỳnh Quy Dỗ, rồi nhắc tên Mai Xuân Cường đai đi đai lại, thì pháp luật sẽ xếp con Đinh Thị Lan LS này trong cái tội gì? À, phải chế tài nó đàng hoàng quý vị. Rồi một cái vấn đề nữa, hết du khống cô Hằng với chú Dũng đi ra ngoài Bắc để mà kết hợp với các thương bệnh binh, những người chiến binh ở phía Bắc mà làm bất mãn với chế độ nha, nó nói rất rõ, để về tấn công ăn công an Sài Gòn. Vậy xin cho biết cộng đồng mạng cho biết nha, công an mạng cho biết rằng bà Hằng có làm chuyện đó hay không, và những công an ở phía Bắc ha, không đâu bằng, đó là trung tâm, đó là trung ương của đất nước. Vậy thì bà Hằng có đi gặp bất kỳ một người nào là thương bệnh binh để toàn mưu toan đi trở về miền Nam để chống lại công an miền Nam hay không? Xin ở công an ở phía Bắc làm việc giùm nha, công an ở phía Bắc làm việc giùm. Bởi vì cái này nó nằm trong một cái tội vu khống cho quân đội, chia rẽ quốc phòng Việt Nam. Đó quý vị, cái tội này nặng lắm. Thì xin mong các anh công an và trên luật pháp đoàn, tức là luật sư đoàn á, nó khóc để cho nó khóc đi, sau khi xử xong rồi cho nó khóc nhiều vô, rồi báo Thanh Niên hay là báo pháp luật hay là báo Tuổi Trẻ cứ tha hồ mà đăng khai thác cái giọt nước mắt của con Đinh Thị Lan. Nhưng trước khi mà cho nó khóc thật á, còn mấy bữa rồi nó khóc nó kêu là nó khóc giả, khóc diễn á, mấy ông đừng quan tâm. Chừng nào xử xong đi rồi mấy ông nên hứng nước mắt của nó cũng vừa, rồi đăng cho nhiều vào. À, tại sao bà Đinh Thị Lan bật khóc trong phiên tòa nha quý vị? Trời thần ơi, ôi chú cha ơi, tôi nói chừng nào não lòng chừng đó quý vị. Bởi tôi nói bây giờ là phải nửa điên nửa tỉnh á, hay là nửa điên nửa khùng nó sống mới được quý vị ơi. Chứ còn không phải mà dễ sống đâu. Ha, trái tim chúng ta nóng mà cái đầu phải lạnh đó quý vị. Để đừng có bất bình, bất mãn, bất cái gì trơn, cứ để tự nhiên đi. Ha, một kẻ mà có thể vu khống người ta là bao nhiêu chuyện. Ha, bây giờ nếu tôi nói đi nói lại quý vị nhức đầu luôn. Cũng giống như cái công trình của hai cô chú làm từ thiện mà tôi nói đi nói lại là quý vị ngay nhức đầu luôn á. Thì Trung Quy nó nói rằng cô Hằng là gái bị ôm ở bên Campuchia về, điểm thứ nhất. Thứ hai, hai vợ chồng người ta đang sống với nhau, nó nói rằng Nguyễn Phương Hằng cuồn cuộn dâm loạn với Võ Hoàng Yên. Rồi cô Hằng cô đẹp như thế mà nó nói rằng bà Nguyễn Phương Hằng là xấu như là ma chơi quỷ hờn, ma chơi quỷ hờn, còn nó thì hương trời sắc nước ha, chim sa cá lặn, quý vị thấy ha. Rồi nó nói rằng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng dùng cái sổ đỏ, sổ hồng kim cương để mà mua chuột hai đầu trâu mặt ngựa YouTuber để tấn công nó ha, quý vị thấy đó. Và nó chửi hết người này, nó kêu mày tao, nó kêu người ta bằng con trai. Rồi nó thậm chí nó chửi cả Minh Trí TV, nó bảo rằng là cái đáy quần của Nguyễn Phương Hằng, đáy quần của Đặng Thiện đây và đáy quần của nó luôn. Thì Minh Trí TV húp là cái gì, nó có gì thấy không ha. Rồi nó chửi từng người một, mà nó gài cho Hương Quảng Châu là tình báo qua năm của Trung Quốc. Thấy chưa quý vị, thấy kinh khủng chưa nha, công an mạng ơi. Ông Nguyễn Phú Trọng vừa ôm ông Tập Cẩm Bình mới tức thì đây, đã ký gì vấn đề kinh tế toàn diện và mọi thứ toàn diện, cả y tế kinh tế gì đó quý vị. Thì dù cho chúng ta có dè chừng Tập Cẩm Bình vấn đề Biển Đông, Trường Sa, chúng ta vẫn phải giữ gìn cái biển đảo quê hương của chúng ta, không để mất một tấc đất nào. Nhưng về một phương diện nào đó mà con Đinh Thị Lây láng ha, nó dám dùng tên của Hương Quang Châu, nó đổ tội cho con người ta là tình báo Hoa Nam, liệu rằng công an mạng có chấp nhận cái lời vu khống của nó hay không? Rồi có một cái nữa nè quý vị, bây giờ hôm nay nó chửi tới các luật sư luôn đó. À, và nó kêu là luật sư Vũ là bị cái gì gọi là giống như là treo bằng 2 năm, tước giấy phép 2 năm. Vậy có không Vũ? Nếu không có tôi mong là ông làm luôn cái đơn giùm tôi nha ông. Đó, mọi người làm đơn được, ai làm đơn được thì làm đơn đi. À, cứ làm đơn. Làm đơn cái gì được mình thấy, mình nghe, để mình đặt cái dấu hỏi đó lên trên cái tòa án đó quý vị. Đó thì mong rằng làm sao quý vị mà có những cái câu mà thật hay, nếu mà được đại diện đi ra, vì dân mà đại diện ra đó, để mà có mặt ở trong cái phiên tòa phúc thẩm của cô Hằng á, với chú Dũng nữa nha, mà quý vị có cái sáng kiến, có một cái kiến thức về bên luật, thì quý vị viết những cái tờ giấy đó rồi gửi qua đồng chí Lý Lắc giùm mình đi. À, mình cầm cái tờ giấy đó lên mình thưa chuyện cũng được nữa, không có bị lạc đề quý vị. Chỉ nhắm vô những cái đối tượng đó là mình nói những cái quốc lách của họ,
để cho cô Hằng cô cũng được thỏa mãn. Dù có bị ở 3 năm, 2 năm hay 4 năm thì cô Hằng vẫn thỏa mãn luôn. Rồi bây giờ thưa với quý vị như thế này, nói tóm lại, má của mày là bệnh sẵn rồi. Mày luôn luôn mở miệng ra là mày nói mày không phải là YouTuber, mày không bật quảng cáo, mày không lấy tiền chứ gì, tức là mày không cần tiền phải không? Vậy là mày, mục đích mày lên mày dẫn dắt đồng bào chứ gì nữa. Thấy không thưa quý vị? Không cần tiền, không bật quảng cáo nhưng mà lên tâm sự live stream hàng giờ, hàng ngày ở trên cộng đồng mạng. Vậy thì có đồng nghĩa là nó không cần tiền thì nó là dẫn dắt dư luận chứ còn gì nữa. Phải không thưa quý vị? Nó đang dẫn dắt dư luận đấy. Mày dám nói rằng khu du lịch Đại Nam mà thiếu tới 17 ngàn tỷ, không thì 30 ngàn tỷ, còn người ta nói mày ăn quỵt có 2 kg thịt mà mày nổi gió ha, mày cho đó là tấn công mày. Trong khi mày dám mà kêu là ngẫm máu phân người, mày nói rằng khu du lịch Đại Nam bà Hằng ông Dũng thiếu thuế bao nhiêu vậy là mày kêu là mày quá sức tưởng tượng nha Đinh Thị Lan, mày nói láo quá. Rồi mày gấp lửa bỏ tay người ta nữa, mày kêu là kinh khủng. Tao chưa thấy một con đàn bà nào như mày đó, tao phải kêu mày là cái con đàn bà nha. Mày quá trời quá đất luôn, mày không quay đầu vô bờ mà mỗi ngày mày bơi xa ra ngoài biển đó. Thấy quý vị, mỗi ngày nó tự nó tập bơi mà nó bơi xa ra ngoài biển. Nó có quen với cách mạng thật sự đấy. Nhưng mà cái con này nó sống như cái kiểu nào là hình như là mấy ngày hôm nay đó, Nó bớt khoe rồi quý vị thấy không. Coi như là khoảng chừng nửa tháng nay là không nghe nó khoe nữa đó. Mấy cái bài nói chuyện mới đó quý vị, còn cái chuyện đó là cái clip cũ mình quay lại thì để cho chính nói cho quý vị nghe cái mặt của mày đó, để tao phân tích cho đồng bào nghe nha quý vị. Tôi kể cho quý vị nghe một cái gì lịch sử như thế này nè. Ông Văn Nhân Minh á là một vị mà kêu là giống như động thám qua, đậu cái chức thám qua vào cái thời của vua Lê Thần Tông và chúa Trịnh Tráng. Vua Lê Thần Tông và chúa Trịnh Tráng nha quý vị. Cái thời gian đó là nhà Trịnh á, tức là con cháu của Trịnh Kiểm, lấy cái danh nghĩa là phù họ Lê để phục họ Lê lại, nghĩa là phục hưng cho họ Lê lại ha quý vị. Là cái đời là đời chú Trịnh đó, làm khiến cho hai đứa con ruột của ông Nguyễn Kim, mà Nguyễn Kim tức là cha vợ của ông Trịnh Kiểm. Ông Nguyễn Kim ông có hai người con mà ông bệnh ông chết đi, ông giao cái quyền của ông cho đứa con rể là Trịnh Kiểm. Nhưng mà thằng con rể này ác độc ha, ra tay giết một người anh cả của một trong hai đứa con của ông Nguyễn Kim. Chỉ còn ông Nguyễn Hoàng thôi. Thì ông Nguyễn Hoàng ông sợ rằng ông cũng sẽ bị chết dưới tay của Trịnh Kiểm là anh rể của mình. Ông mới xin phép chị ruột nói với anh rể là cho em đi về phía Nam. Thì trước khi đi đó gặp ngài cụ Nguyễn Bình Khiêm. Rồi cụ Nguyễn Bình Khiêm đó là hoành sơn nhất đái dạng đại dung thân đó. Thành ra là hộ Nguyễn mới tiến vào miền Nam và mở bờ cõi miền Nam. Quý vị học lịch sử lại giùm biểu quý vị nha. Chúng ta có được cái miền Nam. Về sau là tới tiếp đời của các chú Nguyễn rồi nó mới chúng ta có thêm nữa là ông Nguyễn Hữu Cảnh đó. Là người có công khai phá miền Nam để ngày hôm nay chúng ta có đất sống như thế này. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Từ đó cho đi á là nhà Trịnh lấy cái danh nghĩa rằng đi coi như là phục lại nhà Lê, phục lại nhà Lê. Thì trong cái thời của vua Lê Thần Tông và chúa Trịnh Tráng, mà lúc đó cũng xưng là chúa ở đằng trong đó, thì hai vị này mới là phái cho ông Giang Văn Minh, tên là Giang Văn Minh mà đậu chức kêu là qua thám, mà đậu cho chức kêu là thám qua, đi qua bên Tàu để mà làm sứ ở bên Tàu. Thì cái phái đoàn Việt Nam chúng ta đi qua bên Tàu vào thời đó là thời nhà Minh. Nhà Minh nó đang đánh nhà Thanh đó, để cái giai đoạn này bắt đầu nó có cái phong trào mà kêu là hội kính hội mở thời gian này nè nha quý vị nha. Cái hội mà nó diệt Thanh để phục Minh đó, đó là cái thời gian này nè. Thì cái ông vua nhà Minh bấy giờ tên là Minh Sùng Trinh đó, ông tên là Sùng Trinh mà đời nhà Minh, nó tên là Sùng Trinh mà đời nhà Minh. Thì khi thấy phái đoàn Việt Nam của chúng ta qua đó, cái lối kêu căng hống hách giống như con Đinh Thị Lan bây giờ đó quý vị, đại khái cái tính cách giống vậy đó, đi cái giọng mà kêu là kiêu ngạo thách thức, đưa ra một cái câu thơ, một cái câu thơ mà bắt buộc sứ thần của chúng ta phải đối lại đó, chơi như vậy nha. Đưa ra câu thơ mà lại bắt sứ thần của chúng ta phải đáp lại coi có thông minh hay không. Thì cái tên vua nhà Thanh nhà Minh này nè, nó đưa ra một cái câu giới như thế này nè: đồng trụ chí kim đài dĩ lục, đồng trụ chí kim đài dĩ lục, có nghĩa là cái cột đồng trụ này nè theo năm tháng nó đã mọc rêu chưa, đại khái vậy đó. Mà cái tích của cái cột đồng trụ này là cái thời gian á đời của hai bà Trưng đó quý vị, thì coi như là bị thua đó, cái cuộc khởi nghĩa của hai bà, ba năm sau, ba hai sau khi ba hai bà làm vua rồi đó, thì nó có một cái kiểu gọi là tổng tấn công để nó trả thù, thì nó kéo binh mã nó qua, thì nó mới dựng ra một cái cột đồng, nó thắng trận rồi nó, sau khi hai bà tự giận rồi đó, thì nó mới đặt, nó đặt một cái cột đồng, nó để cho coi như là cái cột đồng này á không được ai mà ngã đổ làm gì hết, để nó đánh dấu rằng đó, là cái cột đồng này nếu mà bị ngã đó thì giao chỉ diệt, giao chỉ là lúc đó là cái tên mà Trung Quốc nó gọi chúng ta, Trung Hoa nó gọi chúng ta đó.
nha. Đồng trụ chiếc giao chỉ diệt, tức là nếu cái cột đồng này bị gãy thì quân Bắc sẽ kéo qua tiêu diệt giao chỉ của chúng ta. Quý vị hiểu chưa? Tức là sau khi Hai Bà Trưng đã thua trận và đã tự vẫn ở sông Hắc Giang thì cái tên U Mã Nhi Mã Diện gì đó nó mới dựng một cái cột đồng, nó bảo rằng thế nào nha, tao nói rồi đó, đánh dấu là tao thắng trận đó nha, đứa nào mà làm cái cột đồng này mà bệ mà ngã mà gãy chiếc là gãy rồi mà ngã đó, tao kéo binh và tao diệt tụi bay hết. Quý vị hiểu chưa? Thì cái câu này đó, ra điều như cái nhà Minh này ra điều đó là, mà nhớ nha, nước mày bao giờ cũng nhỏ xíu à, nằm trong tay của tao đó. Đó, quý vị thấy chưa, khiêu khích quý vị thấy chưa? Thì ông Giang Nhân Minh này đó, ông mới đáp lại một câu, ông bắt buộc ông đáp mà chứ không phải là tự nhiên ông đáp đâu. Nói nè nè, bây giờ trả lời đi, tao nói gì đúng không đó, mày phải trả lời đi. Thì ông này ông trả lời, đằng Giang tự cổ quyết do hồng. Đằng Giang là cái sông mà cái sông Bạch Đằng đó quý vị. Đằng Giang tự cổ tức là tự ngày xưa, quyết do hồng là cái câu này muốn nói rằng đó, là những lần sông Bạch Đằng đã nhuộm máu của quân nhà của tụi bay á, phía phương Bắc của tụi bay đó. Có một trận thắng hai người đàn bà, Hai Bà Trưng thôi ha, tụi bay cái gái phải không? Nhưng mà tao lúc nhỏ, nhưng mà ba lần đánh thắng tụi bay tại sông Bạch Đằng, máu tụi bay còn ở trên sông Bạch Đằng đó. Ý là như vậy. Đây là cái câu giống như là kêu là phản biện ngon lành về từ ngữ hay cái tất cả nào đó. Nó đấu đối với nhau rất là hay luôn. Nghĩa là đối với nhau, đối với nhau đó, nhưng mà cái trí thông minh của ông Giang Nhân Minh. Thành ra đó, để muốn rửa nhục cho đất nước của mình mà đồng thời cũng là do sự bắt buộc của cái kẻ mà nó ỷ đó quý vị, phải không? Nhà Minh mà vô nhà Minh nó ỷ. Thế là cái thằng tướng của nhà Minh á, nó nghe xong á, cái thằng tướng nó tên là Chu Do Kiểm. Chu Do Kiểm nó thấy rằng ở bên Việt Nam này, nghĩa là tướng bên những đất nước của chúng ta có một cái người quá thông minh như thế mà nó lại sỉ nhục cái đất nước của mình. Quý vị thấy chưa? Giống như con Đinh Thị Lan á, nó chửi cô Hằng rồi chúng tôi phản biện nó, thì bây giờ nó quay lại nó thưa tụi tôi đó quý vị, giống vậy đó, thù giặc thù dai mà cứ là tiểu nhân đó quý vị. Thì cái thằng Chu Do Kiểm này nè, nó thay mặt Sùng Chinh, nó thay mặt ông vua Hậu Mân nhà Minh đó, nó cho rằng, nó biểu rằng mổ bụng bọn sứ thần An Nam để xem chúng nó to gan lớn mật đến đâu. Tức là nó kêu công an bắt 40 youtuber đó, cái kiểu vậy đó. Thấy không? Nó gây chuyện, nó gây chuyện với cô Hằng, mà cô Hằng là cái người đại diện cho cái lòng nhân đức của cô, cứu giúp cho đồng bào chúng ta, những người bị đói khổ hay là những người nghèo khổ, đặc biệt là các trẻ em mà nghèo đó quý vị ha, bị bệnh này nọ đó. Cô làm biết bao nhiêu công đức mà báo chí nó không có nói tới. Thành ra cái con này nó dựa vô cái dèo của báo chí, dèo của cái tuổi ích lợi nhóm đó, thế lực của tụi nó đó, nó được bao che cỡ đó, thành ra nó chửi hoài nó đâu có sợ gì đâu. Nó không sợ, chứ không phải nó dựa vô cách mạng nha quý vị. Bị vì sao? Ngài Lê Khả Phi mất rồi, dòng họ bà con ngài Lê Khả Phi người ta đâu có còn quan tâm cái chuyện con này nó nói cái gì ha, họ lo cuộc sống của họ, họ lên tiếng làm chi quý vị ha. Rồi bà Năm Thu cũng đâu có cần lên tiếng với con này, ông Hồng Anh hay cái gì cũng đâu có cần, phải không quý vị? Thành ra đây là nó dựa như vậy thôi. Nhưng cái quan trọng là cái thế lực thuê mướn nó bị phía trong đó, là coi như là hận cô Hằng tận xương tận tủy. Thêm một phần nữa là báo đài có vẻ không cảm tình với cô Hằng nha, rồi công an cũng hiểu lầm cô Hằng cách này cách kia đó, thành ra nó dựa vô cái điều đó đó. Nó chửi cô Hằng 3 năm trời nay mà không bị gì hết, nó nói biết bao nhiêu điều, thậm chí đụng tới tinh thần kêu là anh dũng của bộ đội phía Bắc, mà đến nỗi như vậy mà nó cũng không ai muốn lên tiếng, là có gì biết sao rồi. Thành ra nó y chang như cái đám ở bên nhà Minh đây nè, để tao nói cho mày biết nè. Thì là Chu Do Kiểm này tức đỏ mặt luôn quý vị. Nghĩa là cái nhà Minh, ông vua nhà Minh, nghĩa là không còn muốn nói năng gì được, tự sao khiêu khích người ta trước, cho rằng mình là coi như là mình thấp kém, mà mình qua là cũng như là chầu như mỗi năm, rồi đi qua sứ thần như mỗi năm. Tự nhiên nó nói nè, tao ra cái câu đế câu đố này nha, mày phải tụi bay phải đáp lại, không đáp lại là không được cho tao đâu. Thì nó ra cái câu đố, nó biểu là đồng trụ chí kim đài dĩ lục. Nó nói là cái cột đồng của Mã Diện nó dựng lên đó, mày biết không, tụi bay đã bị đe rồi đó nha, bị đe dọa, tụi bay có phốt rồi đó nha, là tao mạnh hơn tụi bay đó, tụi bay liệu á. Thì ông này ông đáp lại rằng ba lần sông Bạch Đằng đánh, kêu là đánh cho tụi thực binh tàu phương Bắc này nó là tê tái luôn, là trận 938 của ông Ngô Quyền, rồi 981 là đời của ông Lê Hoàng, rồi 1288 đó là đời của Đức Trần Hưng Đạo. Quý vị nhớ nha, sông Bạch Đằng có ba lần có những cái trận đánh lớn: 938 Nam Hán là ông Ngô Quyền, 981 quân Tống là ông Lê Hoàng, rồi 1288 quân Nguyên là ông Đức Trần Hưng Đạo. Nhớ nha quý vị, đây là cái tự hào của đất nước của chúng ta. Rồi bạn nào nói rằng tôi theo lịch sử Tàu, hôm nay tôi chứng tỏ cho bạn biết, bạn xem lại giùm tôi nha, những cái trận trắng, những trận đánh thắng lớn của sông Bạch Đằng, đó là có ba trận, có ba thời gian như thế, là Đức Ngô Quyền ha, rồi tới ông Đức Vua Lê Hoàng, là Lê Hoàng đó, là thập đạo tướng quân Lê Hoàng đó, là tức là kêu là Lê Đại Hành đấy, được chưa? Rồi tới nữa là
Quân Nguyên là nước Trần Hưng Đạo của chúng ta, tức là ba thời điểm là sông Bạch Đằng này lưu dấu ba trận đánh quay hùng, mà nghĩa là để cho quân Tàu nghĩa là tan tác luôn, thua mà cái là thua trắng mắt luôn đó. Thành ra đó ông Dung nhà Minh đứng sững đứng luôn, không làm sao mà nói được. Nhưng cái thằng quan của nó tên là Chu Do Kiểm này, nó tức giùm cho cái đất nước của nó, vua của nó bị sỉ nhục, nó cho rằng như vậy. Quý vị thấy chưa? Nghĩa là giống như là con Đinh Thị Lan, nó chửi cô Hằng, nó chửi đủ thứ về cái quỷ từ thiện, nó phá, nó chống đủ thứ hết. Nhưng mà nó quay lại, nó đòi công an bắt chúng tôi là như vậy đó quý vị. Thì cái thằng Chu Do Kiểm này nó biểu mổ bụng tụi nó ra. Cái sứ thần này đó là An Nam này nè, tại sao nó dám mà nói nhà Minh tôi chúng ta như thế? Thế là nó ra lệnh nó mổ. Thì khi mà ông Văn Nhân Minh chết á, đây là một cái chuyện mà phạm pháp, dám giết sứ thần. Cái lệ mà không được giết sứ giả sứ thần á, cái lệ này từ hồi đó giờ được đặt ra. Ha, tất cả coi như dù cho là đánh với nhau tan tác kiểu nào, nhưng không được giết sứ giả sứ thần, vì đó là một cái người trung gian đưa tin tức và đưa cái yêu cầu, cái gọi là cái nhu cầu của cái đức vua của mình á, để mà đưa cho bên mé đối nghịch biết rằng cái ý định bên em muốn cái gì, gọi là hòa quản hay là như sao. Thì gọi là sứ giả sứ thần là một cái dây liên lạc, một cái dây liên hệ để mà cho biết, để trao đổi cái ý kiến của hai bên, để coi đánh nữa hay không, hòa bình bằng cách nào, hiến dân hiến đất như thế nào, dân dân này dân dân. Thành ra không bao giờ giết sứ giả sứ thần, nhưng mà hôm nay nó đạp trên cái luật luôn, nó giết ông Văn Nhân Minh. Và ông vua nhà Minh thời bấy giờ mới sợ quá, nó bây giờ như thế này chết cha mày, sao mày giết vậy, tao chưa ra lệnh sao mày dám giết. Bây giờ giết rồi đó, bây giờ mình còn phải đấu với thằng nhà Thanh, phải không? Mình đang đấu với thằng nhà Thanh để phục cái đời nhà Minh lại. Một phần nữa mày để cho bên An Nam nó kéo qua đây nữa là kêu là lưỡng đầu thọ địch, hiểu chưa? Thành ra bây giờ mau chữa cháy bằng cách là lấy cái bột thủy ngân á, rải trên người của ông Văn Nhân Minh để cho ông tươi tỉnh, rồi hộ tống một cái đám tang thật lớn, quan tài thật lớn, để mà đi về phía An Nam trả cái xác ông Văn Nhân Minh lại cho đức vua của chúng ta là vua Lê Thần Tông và chúa Trịnh Tráng ra đón. Quý vị hiểu chưa? Nó biết chữa cháy, nó là một cái thằng lớn đầu vậy mà nó biết nó sai. Rồi bây giờ nó đang phải đấu với thằng nhà Thanh, mà nó đấu thêm ở bên An Nam nữa là nó chết, nó kẹt. Cho nên nó mau chữa cháy bằng cách nó phục hồi cái chuyện của nó phục thiện á. Hay bằng cách nó xin lỗi, bằng cách là nó lo an táng cho ông Văn Nhân Minh một cách tử tế, đưa xác về. Chứ không là coi như các nguyên phái đoàn nào kêu là tiêu hết ở bên đó, nó nhốt ở bên đó luôn á. Đó thì giống như là cái trường hợp của đời nhà Sở Bá Vương đó. Nó bị nhốt vào bên nhà Tấn, nhà Tần gì đó, thì ông Khúc Nguyên ông cũng lo giống vậy đó mà. Đó đại khái nó gì. Thì cái con Đinh Thị Lan này tao nói cho mày nghe, mày không khác nào cái thằng kêu là Chu Do Kiểm hết trơn nha mày. Mày y chang đó, mày mới chính là cái kêu là Hoa Nam là mày á. Nha. Trời đất ơi, thấy người ta bên chữ Quảng Châu cái nó nói là Hoa là tình đấu, trình báo Hoa Nam. Mày nên nhớ nha mày, chuyện nào đánh là đánh, chuyện nào mà hòa bình chơi là chơi nha mày. Mày biết bây giờ á là cái thác mà kêu là thác dốc đó quý vị, cái gì đó quý vị, đại khái là cái nơi đó là một cái ngọn suối thiệt là đẹp, là kỳ quan của thế giới đó quý vị. Thì bây giờ hồi nào tới giờ là bên Trung Hoa đó, Trung Quốc nó được 2/3, mình 1/3 thôi, bản dốc, phải đòi thác bản dốc. Thì á là đánh dấu đó là những cái gọi là sông liền sông, núi liền núi, mình với thằng Tàu á là cái biên giới của mình á, mà về tính về bên cái suối đó quý vị. Thì cái ngọn suối này đó, người Tàu nó gần 2/3, mình thì hơn 1/3, mình nhìn theo cái tỷ lệ đó. Thì bây giờ đang có một cái hiệp ước là cho làm sao du khách được đi cả hai bên hai chiều luôn, khách Trung Quốc cũng được qua bên mé mình, và mé mình du khách của mình được qua cái mé của Trung Quốc, là cái thác bản dốc. Mày biết không, Đinh Thị Lan, mày muốn phá vỡ cái bắt tay của ngài Nguyễn Phú Trọng là bí thư đảng trung ương của chúng ta và Tập Cận Bình hay sao? Chuyện nào là ra chuyện đó nha quý vị. Chuyện Biển Đông, nó quậy ở Biển Đông thì chúng ta phải tính theo cái chuyện Biển Đông. Còn quốc tế làm chi? Còn Mỹ, còn Anh, còn Pháp rất nhiều ha, Nhật này nó còn nhiều lắm. Nhưng còn cái chuyện ngoại giao là vẫn phải ngoại giao. Mày đừng có manh động nha. Mày cái đó là mày, chính mày là mở cái ngồi xuống trước đó nha mày. Nha không? Nha không mày? Mày dựa ai thì mày dựa, mày đừng có quá trớn nha. Mày đụng hết cái bộ kêu là chia rẽ kêu là bộ quốc phòng của Việt Nam ở trong nước rồi, mà giờ mày đụng tới bên Trung Hoa nữa nha mày. Mày chết mày á. Mày lo cái mạng của mày đi. Trời ơi, đâu có được nói bậy vô quý vị. Chuyện nào chuyện không quý vị. Mình không được nổ súng trước nha quý vị. Bên cái trường xa này nè, giữ đảo thì cứ giữ, không cho nó lấn. Một mạch thì chúng ta làm về bên chính trị, về bên truyền thông, về bên dư luận thế giới.
Không, chúng ta đừng có tự manh động nổ súng trước. Mà bây giờ nó đem nó nói con Hương Quang Châu là tình báo Hoa Nam. Mày gấp lửa tay người mà mày liệu mày gấp nha. Mày gấp coi chừng mày bỏ ngay ở trong cái lưỡi của mày luôn đó. Cái cục lửa này mày bỏ ngay trong họng của mày đó. Nghe không nè chị Lan? Cô Chính nói cho mày biết đó. Trời ơi, nó quá trời quá đất luôn quý vị. Trời ơi, ngày Phú Trọng chúng ta mới vừa ký những cái hợp đồng mà toàn diện đối với chua với Tập Cẩm Bình mới tức thì đây nè. Ha, nghĩa là sao cặp vợ chồng của bên Hàn Quốc, tổng thống bên Hàn Quốc nữa. Mà chúng ta ký những cái hợp đồng mà kêu là toàn diện đó quý vị. Y tế, kinh tế, thương mại, giáo dục gì đó. Rồi giải trí thương mại, showbiz showbell vậy nên coi như là toàn diện đó. Đó đâu có dẫn chơi mày. Bởi tôi mới lưu ý quý vị là ăn uống phải cẩn thận. Ha. Bây giờ đồ Trung Quốc mà nó có bán tràn lan trong chợ, cái đó là cái chuyện tất yếu thôi, vì chúng ta cũng đem đồ của chúng ta qua bên đó. Nhưng nếu quý vị kỹ tính thì quý vị liệu liệu mà giúp quý vị mua. Có nhiều người nói rằng tại sao biết đọc mà vẫn mua và như thế này. Vấn đề là chúng ta ký kết gọi là kinh tế toàn diện, nghĩa là có qua có lợi ha. Mà đất hiếm của Trung Quốc là đứng hàng đầu nha quý vị. Rồi kế đó là Việt Nam chúng ta có đất hiếm đó. Mà cái đất hiếm của chúng ta nó chỉ bằng 1% của thằng Trung Quốc thôi, nhưng mà cũng là đứng thứ nhì của thế giới đó quý vị. Thành ra là cái vấn đề chúng ta phải cẩn thận nha. Cái vụ án của cái đất hiếm tới đâu không biết nữa. Bữa hôm nói cha nào cái là cái gì công ty Thái Dương Đại Dương gì đó mà tới nay em ra không quý vị ha. Trời ơi, một cái số lượng rất là lớn đó, nó bán ra nó lấy tiền rất là nhiều đó quý vị. Thôi để cái chuyện nó từ từ tính, nó có lẽ đa đoan quá, nhà nước chưa làm hết quý vị. Thì trở lại vấn đề đó là cái con này mày đừng có nói tầm bậy nha. Mày ghét Quảng Châu thì mày nói giữa mày với Quảng Châu thì mày quơ tình báo Hoa Nam là chết mẹ mày không có bằng cớ là chết hai con hai mẹ con mày luôn đó nha nha. Trời ơi, nội mày hát với mày cả đêm, mày cứ 3 tỷ 3 tỷ mày nói riết mày liệu ha. Bà không có ngủ được nha. Giờ bà cũng mơ 3 tỷ giống như mày đó. Hai mẹ con mày giờ đang chìm đắm trong 3 tỷ nha quý vị. Thành ra mẹ mày không có, nghĩa là sung sướng quá rồi có là huyết áp nó lên, mày hiểu chưa? Rồi mày muốn đi khám phụ khoa cho mẹ mày thì mày mới có soi, mày nói hớ nha mày. Nó đặc biệt là cái con nữa là tao nói tao thiệt mày á. Tao nói thiệt với mày á, tao chưa thấy một con đàn bà nào như mày hết nha. Mày không để đức để phước cho mấy đứa con của mày. Mày cũng không để lại một cái tí nào nhân phẩm giá trị cho chính bản thân mày nữa. Mày ra luật sư cái kiểu gì? Hả? Mày ra luật sư cái kiểu gì? Tao nói mày nghe nè. Mày động hết người này tới mày kia mà động luôn công an ha. Mày chửi công an vô cảm. Mày chửi công an là không có đủ cái gọi là cái gọi là giống như là cái nghề nghiệp với chuyên nghiệp á. Mày nói công an nhưng không đủ chuyên nghiệp để bắt Hương Quảng Châu. Mày đã từng chửi như vậy. Mày còn làm đơn mày thưa cái ông nào là công an mà trưởng bộ trưởng công an gì đó mà kêu là Trà Văn Lào á, mà đã đi thưa người ta rồi. Bây giờ mày gấp lửa mày bỏ cho thằng Gia Minh. Rồi bây giờ mày dám kêu con Hương Quảng Châu là tình báo Hoa Nam là mày coi chừng mày chết mày nữa nha. Tao đã nói đó là tao nói thiệt á. Ở trong Việt Nam này không làm gì mày đâu, nhưng mà tụi tình báo Hoa Nam thật sự đó, nó qua nó kiếm mày, nó tính sổ mày đó. Nó thuê người kêu là sát thủ tính sổ mày đó. Đó là những người bên Trung Hoa đó nha, những người bên Trung Quốc á. Ở bên Việt Nam này nó người Trung Quốc ở rất nhiều và nói tiếng Việt Nam như tiếng mẹ đẻ đó mày liệu á nha. Mày đừng có tưởng là mày nói không ai nghe đâu. Tao nhắc nhở mày đó. Chuyện nào là chuyện đó quý vị, thí dụ như vấn đề Tập Cẩm Bình, vấn đề của Biển Đông, mình vẫn luôn phải lo. Đường lưỡi bò của hắn ta mình luôn luôn phải triệt ha, không bất hợp tác. Tất cả những cái gì có dính líu vô đường lưỡi bò ha là chúng ta đều phải tẩy chay hết. Nhưng mà đi vô khống là tình báo Hoa Nam mày nội lung tung đâu quý vị coi chừng. Cái nào cái nó ỷ nó mạnh đó. Nó cũng tính thế này thế kia. Y chang như là cái thằng Chu Sở Do Kiểm đó, là thằng quan dưới trướng của vua nhà Minh đó, sùng trinh đó quý vị. Thành ra đó, nó bắt mình phải đối lại. Nó nói mình là cái cột đồng đó mà bà mà ngã nó ha, thì dân Giao Chỉ chết, tức là dân An Nam chúng ta bây giờ là chết hết. Nó nói mày đụng vô đi. À, đây là cái chỗ cái mốc mà chiến thắng của tao đó. À, mày đụng vô cho ngã này là mày chết, tao sẽ lấy cái cớ tao đánh hết cái nước ngoài này luôn. Thì bây giờ đó, cái ông vua dùng ông vua Minh này là nhà Minh, ông mới nói cái câu đấu đó để sỉ nhục vậy. Răng đe mình là mày đừng có, mày biết mày cái thân phận của mày hay không. Ngày hôm nay mày đã thần phục tao thì mày phải càng nhớ cái điều đó. Nhưng không ngờ ông Văn Nhân Minh ông đối lại, ông nói rằng 3 lần chiến thắng ở sông Bạch Đằng, máu của tụi bay á nó đỏ hồng nơi đó vẫn còn lưu dấu. Ghê chưa, 3 lần cái kia mới con lần thôi mà nên mình 3 lần phản công. Là đời vua, đời ông Ngô Quyền, sau này là vua Ngô Quyền đó ha. Rồi tới đời của ông Lê Hoàng, tức là Thập Đạo Tướng Quân, tức là vua Lê Đại Hành. Rồi tới đời của ông Đức Trần Hưng Đạo của chúng ta. Nhớ 3 cái mốc lịch sử của sông Bạch Đằng nha quý vị nha. Đó, được chưa? Nó thành ra đó là cái con này nó không được lịch sử, nó muốn nói gì nói. Rồi bây giờ tao hỏi mày nè, mày có đi qua bên Lào để mày cầu cứu bên đó chưa? Ha? Trời đất ơi, mày nói láo vừa quá, mày nói láo quá trời quá đất luôn. Rồi cái con này thì không còn tưởng tượng ai mà nói láo mà kêu là một trơ trẽn như nó đâu quý vị. Thấy không? Mẹ mình nó có đi khám định kỳ hay là có chuyện gì thì đó là cũng bổn phận con cái lo cho cha mẹ mình.
Mà nếu có bệnh chăng là do nó nhồi vô trong đầu của má nó, nó xách má nó đi cho đủ chỗ hết trơn á. Hết lần này tới lần kia nó đẩy má nó ra ngoài tòa án. Nó gây bao nhiêu chuyện rồi để cho mẹ nó phải kiểu là quan tâm tới nó. Nó già đầu như vậy, nó có con, nó sắp làm xui. Mà má nó có hỏi rằng con ơi có ai tấn công con không? Bởi vì cái miệng của nó nói đó. Ngay cả bây giờ luật sư Vũ, luật sư Vlog mà nó cũng lôi vô luôn. Nó chửi người ta thế này thế kia đó, quý vị thấy không? Hả? Kinh khủng cho quý vị. Cái loại đàn bà này làm sao chứa chấp nó nổi mà. Tôi nói cho quý vị nghe, không có cách mạng nào cả. Nó chỉ dựa vô, nó vu khống, nó bịa đặt. Ha, thành ra cô Hằng mới nói rằng tôi vợ chồng tôi có quen nó đâu. Nó quơ đó. Nó quơ để nó có cái cớ để nó chửi vậy thôi. Rồi điểm thứ hai nữa là thật sự là trong cái sau lưng nó là có ai chống lưng mà người này phải nói rằng một là có chức lớn, hai là có tiền, hay là có một cái thế lực trong cái nhóm mà kêu là đường dây ít lợi nhóm. Thành ra nó liên can ba vấn đề tình thức online nè. Nó liên can tới Võ Hoàng Yên nè, và nó liên can tới cái vấn đề của cái vụ của cô ca sĩ Phi Nhung luôn. Tao nói cho tụi bay biết, cô Phi Nhung để yên cho cổ nha. Đứa nào mà nói tầm bậy tầm bạ cổ về đó là cổ hiện hồn ở trong cái giấc mơ tụi bay, rồi tụi bay đừng có nói tại sao nha. Tụi bay đừng có tưởng đâu nha. Thần tính nát thần hồn như mày á ha. Mày ám ảnh không ai tấn công mày, người ta trên cộng đồng mạng thôi mà mày sợ. Mày gắn camera như con điên ha. Hở một cái là mày kêu điện thoại cho công an xuống. Rồi ngày hôm nay mày cứ nhắc tên cô Phi Nhung hoài đi nha. Tao nói cho mày biết nha. Mày đừng có nói để cho người ta nói mày là đồng phạm với người này người kia, để mày có ảnh hưởng tới cái chết của Phi Nhung là mày còn chết nữa nha. Mày đi mày gấp lửa đổ tới người, có chuyện người ta gấp người ta đổ trở lại cái họng của mày đó à, cho mày biết nha. Mày đừng có tưởng là mày khôn hơn người ta đâu. Đã nói với quý vị rất nhiều lần là thằng Nhâm Hoàng Khang nó đưa cái tin về cô Phi Nhung và cháu Hồ Văn Cường về vấn đề tiền bạc của cháu, tiền thưởng của cháu, là tiền cách xê của cháu suốt mấy năm. Thì cô Hằng nhân tiện là dính vô trong tình tức online là cũng nhờ là do vợ chồng ông Thắng và Lê Thanh Minh Tùng nó lên nó gặp cô, là cô can thiệp vô. Rồi cái chuyện Hồ Văn Cường thì cô cũng can thiệp, nhưng mà tôi cũng phải nói rằng cô có tính cách cũng nóng nảy trong vấn đề đó. Nhưng mà sau đó giữa nó còn nói rằng cô Phi Nhung không có giận hờn gì hết, phải không? Có một cái đứa nào nó lên tiếng đó, nó nói là cô Phi Nhung không giận hờn gì cô Hằng hết, còn hát cho cô Hằng nghe. Rồi sau đó vấn đề là cái Covid này là do cô Phi Nhung tự đi ra ngoài làm từ thiện, cho nên cô dướng, cô chưa chích ngừa mà cô dướng. Rồi khi đã dướng rồi đó thì không biết ai là cái người nói với cô Phi Nhung đừng có vô Chợ Rẫy, hay là đi một chỗ nào có chừng xài oxy của bà Nguyễn Phương Hằng là kẻ thù của chúng ta. Từ một cái chuyện như vậy nên mới cho qua một cái bệnh viện điều dưỡng Minh Anh hay cái gì đó, rồi qua bên đó thấy mệt quá rồi mới bắt đầu chuyển qua Chợ Rẫy thì nó đã muộn màng. Và thêm một cái nữa là cô bị mổ, 4 ngày sau cô mất. Nhớ nha quý vị, có một ca mổ, rồi 4 ngày sau cái ca mổ đó cô mất. Thành ra mới nói rằng là cái chuyện của cô Nhung đó là nó rõ ràng lắm. Chỉ có cái là nó xảy ra sau đời ra ma đó mà thôi. Thành ra có thể người ta ghét cô Hằng, người ta nhét đủ thứ tội cho cổ hết quý vị. Mà tôi chỉ nghĩ như thế này nè, với người sống đó, người ta còn đối chấp. Người đã nằm xuống rồi thì có ai đối chấp đâu quý vị. Tôi bảo đảm với quý vị như một lần nữa, cô Phi Nhung không có buồn cô Hằng là một. Thứ hai nữa, có thể của vô căn cả ngay chuyện của Hồ Văn Cường luôn. Vì tất cả tập trung cho cô trợ lý của mình. Đó là quý vị thấy không? Thành ra đó, cái kể cả cái chuyện mà Quân IQ đó, nó bị bên cái thằng Rắc và thằng KCM thời bấy giờ nó xích mích với nhau, coi như là không gạch mặt nhau trên sân khấu. Và phía bên Rắc và KCM nói rằng nơi nào có Quân IQ thì hai đứa nó không hát. Rồi về sau đổ tất cả cái này cho cái người trợ lý của hai bên, thì đó biết tin ai. Nhưng mà quý vị mới biết rằng ca sĩ bây giờ và diễn viên, hay là những người nào mà hot girl, hay là những người mà hoa hậu nổi tiếng này nọ đó, nó đều có trợ lý hết nha quý vị. Thì trợ lý tức là người đại diện cho mình đó. Có thể giao dịch về cái show diễn và thời điểm và cái vị trí ở đâu ha, cái chỗ địa chỉ ở đâu để mà lên để mà đi sự kiện. Rồi cách xê như thế nào rồi thí dụ mà hồi lại thì cái chính người đại diện này sẽ hồi lại và nêu cái lý do. Bên cái dịch ngồi ở chỗ đó là mày nói với họ vậy. Giống như là ra lệnh vậy đó, thì cái tên này giống như sứ giả vậy đó, chạy ông ra vậy. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó quý vị nên nhớ, từ thông dịch viên cho đến sứ giả, có thể nói rằng là một lời nói mà trật một cái là chiến tranh sẽ xảy ra liền. Thí dụ như ông Putin với ông Zelensky cùng là tiếng Nga ha, thì nó không có thông dịch viên đâu. Nhưng nếu bây giờ Zelensky nó đánh với một cái nước nào khác, thí dụ á, mà tiếng Nga không có nói chung với nhau được, phải xài một cái tiếng quốc tế, thì hai người thì vẫn xài cái nước của mình. Nhưng mà cái người thông dịch á, chỉ cần dịch trật một dấu chấm dấu phết hay là cái ý nữa thôi là chiến tranh có thể xảy ra. Là thông dịch viên đó cũng như thế. Trợ lý là một là người đại diện cho cái người ca sĩ nghệ sĩ đó đó quý vị. Mà chỉ cần về mà trình báo không đúng, nói sai sự thật,
thì vẫn có thể có chuyện xích mích xảy ra. Đó, đó là như thế đó quý vị. Trực tiếp mình nghe đó thì cái thiện chí nó khác. Cần cái gì thì hồi kêu là đứng chánh ngay, hoặc là nói cái ý của mình lại, hay là rõ ràng như thế nào. Nhưng mà đã qua một trung gian rồi thì tam sao thất bổn nha quý vị. Cho nên mới nói rằng cái con này nó không giống, không khác nào đời vua nhà Minh ở bên Tàu á, giết ông Văn Văn Minh sứ giả Việt Nam của chúng ta đó. Cái thằng Chu Do Kiểm á, nó lạm dụng cái quyền nó là tướng á, nó thay mặt vua nó tự động nó trảm ông Văn Minh, nói không lợi ha, bị đi nói người ta là cái cột đồng á, là tao đánh thắng tụi bay, tao hai bà trưng của tụi bay chết rồi đó nha, tao để tao trụ cái cột đồng đó, tao ghi chữ trong đó rồi, đứa nào mà xô ngã là biết tao, tao sẽ lấy hết, tao sẽ chiếm hết cái giao chỉ của tụi bay, cho tụi bay đừng có nói. À, thì bây giờ cái ông vua nhà Minh này á, người ta qua, người ta sứ thần tôi qua thì tiếp người ta xong cho ta đi về. Nhưng mà cũng ta đây ha, nói đối nói ấy ai nhờ đâu, cái ông Văn Văn Minh này ông giữ thể diện cho quốc gia, đồng thời là do sự ép buộc của vua nhà Minh, mày phải đối tâm với cho mày đi đó. Thì ông Văn Văn Minh buộc lòng, ông nói rằng ba lần tao đánh tụi bay máu đổ ở sông Bạch Đằng, tụi bay nhớ không, ôm đầu máu chạy không kịp luôn. Đại ý là như vậy. Nó quê là cái thằng Chu Do Kiểm này nó đem nó chém ông Văn Văn Minh. Rồi bây giờ ông vua hết hồn mới làm sao, chữa cháy bằng cách lấy bột thủy tinh, à xin lỗi thủy ngân, để mà đắp ở trên mình của ông Văn Văn Minh để chia cho tươi tỉnh, để đem xác từ ở bên Tàu về ở đất nước chúng ta. À, bây giờ đó là thì vua Lê Thành Tông mới là đặt một cái câu thơ để mà tặng sứ bất nhục quân mệnh, là sứ thần á không làm nhục vua của mình, sứ bất nhục quân mệnh khả di thiên cổ anh hùng. Khả di tức là đây là một cái người từ ở cổ này sẽ tính đời kim, tức là đời về sau này ha, thiên cổ tức là mãi mãi vẫn xem đó là một vị anh hùng, được chưa quý vị? Đó, đức vua của chúng ta biết trọng nhân tài đó quý vị. À, cô Hằng cũng đã có bằng khen rồi, bằng khen về vấn đề những cái công trình làm từ thiện của cô, mà từ con Hoàng Kim Dung phía Bắc, rồi con Trang Khàng, và con thêm một con này nữa là cái con Đinh Thị Lan ở phía Nam, và con Đặng Thị Hằng Ni, bốn đứa nó cho rằng cái từ thiện của cô Hằng không có giá trị gì hết, và thậm chí rằng là sự bịa đặt á. Vậy thì những cái bằng khen của chính phủ này có giống như cái lời mà khen tặng của đức vua dành cho tất cả những người có công về mặt này mặt kia, về bên đức hạnh ha, về học hành ha, kêu là trạng nguyên này nọ, đức hạnh học hành, hoặc là những cái chiến tích ngoài những cái cuộc mà đấu tranh này nọ để giữ nước, thì những cái liễn hay những cái chiên bài chiêu bài này nọ đó ha, nhà nước ban tặng đó, thì coi có khi nào dân dám kháng này không, dân không bao giờ dám kháng đâu quý vị. Ta xem đó là cái danh dự, không phải chỉ cá nhân người đó mà cả cái làng đó luôn. Tôi bữa hôm tôi đã thí dụ cho quý vị rồi đó, là bà cố tôi có một cái xác định là tiết hạnh khả phong mà vua từ Đức cho đó, thì xem như cả làng Trung Xá nè, huyện Kim Môn mà huyện nào bây giờ cứ kêu là huyện rồi cái gì mà xã ta xã thôn bình dân như quý vị, đó là những cái địa điểm ở ngoài Bắc đó, là người ta xem đó là giống như là cái linh hồn của cái làng của mình, cái xã của mình rất là quý. Đừng có ai tới mà hạ xuống thế này kia, chừng nào bụi dơ thì họ lao bắt thang lên lao, mà những cái loại gỗ quý đó quý vị, nó không có dễ gì mà nó mục hết trơn á, à nó cứ treo như thế mà rất là hãnh diện. Và cái bút tích của vua hoặc là của người quan mà vua sai làm, nó là đại diện cho vua, ấn đồ này nọ trong đó, giống ấn chỉ ở trong đó rồi, thì coi như họ xem như đó là cái linh hồn, là cả là một cái niềm kiêu hãnh của cái làng, dân làng ở đó đó quý vị. Thành ra đâu có nói chơi nó giỡn được. Thì ông Văn Minh cũng được vua Lê Thành Tông sứ thần, sứ bất nhục quân mệnh, khả vi thiên cổ anh hùng, quý vị thấy không? Đó là chính nói quý vị nghe. Rồi một cái điều mà ông Văn Văn Minh ông làm thêm cho đất nước chúng ta, thêm một cái điều hãnh diện trước khi chết á. Trước cái vụ này nè thì lại có một cái vụ khác nữa. Đây là quý vị mở Google ra mà xem. Không? Nghĩa là đất nước chúng ta phải đúc một cái người giống như là vàng đó quý vị. Bằng vàng á, không phải là giống đâu mà là vàng, mà một cái thân thể một con người để mà đem qua triều cống cho vua Tàu ở phía Bắc một năm một lần như thế. Nhờ ông Văn Văn Minh này khôn khéo, ông để cho nhà Minh này bỏ cái lệ mà không còn đem cái người cống, kêu là cúng cống hiến, kêu là cống thần đó ha, đem qua đó một cái người bằng vàng, đúc bằng vàng đem qua bên đó. Quý vị thấy ông Văn Văn Minh tội nghiệp không, mà sau đó chết thê thảm như vậy, bảo vệ danh dự cho vua của mình mà chết như thế đó quý vị. Thì cũng giống như trường hợp ông Bùi Hữu Nghĩa cũng thế, giữ gìn cho cái lệnh của vua Gia Long mà để bị chém chai chém đầu, rồi thế vào đó là cái mạng của vợ của mình đó quý vị. Những cái quan khiên này, lẽ nào hậu thế như chúng ta, nhà pháp luật báo đài của chúng ta không lẽ nào không ôn lịch sử của mình để thấy rằng đối xử với dân của mình, đối xử với công dân của mình, đối xử với đồng bào của mình lẽ nào mà quên đi, thấy không quý vị? Đó, hôm nay á, báo Tuổi Trẻ đăng một cái tích nha quý vị, sở dĩ bà Đinh Thị Lan bật khóc tại
tại phiên tòa đó, lý do tại sao đó. Trời ơi Thánh Thượng ơi, bằng bao nhiêu giọt nước mắt của dân nữa quý vị. Nước mắt của một cậu thanh niên trẻ 19-20 tuổi với một cái xe rác đầy nặng, thật nặng luôn, mà 9-10 giờ vẫn còn ở ngoài đường. Đó, đó là tương lai của một đứa trẻ Việt Nam. Chỉ cần 50 ngàn đồng thôi mà cháu rưng rưng cảm động. Các nhà báo đài có đi theo để phỏng vấn những cái trường hợp này và chụp những cái bức hình này lên và tạo điều kiện cho cháu đi học thêm, hay là lương lẩu của cháu được cải thiện, có làm được chuyện đó hay không? Lo cái giọt nước mắt của con đàn bà này nè quý vị. Bởi vì mở rộng cộng đồng mạng là có đúng hay không? Ngày nào á thì nó đăng tin con mèo của thằng Trấn Thành té xuống dưới đất, rồi ngày hôm nay thì nó bật cái tin lên đó là Đinh Thị Lan tại sao khóc này nọ tung, là quý vị thấy không? Rồi con này thì á là à bù lu bù la nói rằng má tôi là nhập viện là do thằng ta tấn công. Có biết đâu rằng nó nhét ở trong đầu của má nó rằng sắp sửa có 3 tỷ rồi má ơi, ráng má ơi, ráng má ơi. Chị ăn đào nó cũng lôi má nó dưới quê, nó cũng lôi lên bốn đứa con nó thảy dưới quê nuôi dưới á. Đó quý vị thấy chưa quý vị? Nói ra đó thì đụng vô cho đời sống cá nhân, nhưng mà rõ ràng lý do tại sao má nó bệnh là như thế. Tất cả nó đổ cho YouTuber. Má nó có coi cộng đồng mạng không mà biết YouTuber nói cái gì hả quý vị? Hả? Má nó có sử dụng cộng đồng mạng hay không? Trời đất ơi, một người đàn bà mà la lên cái tiếng thu âm nó còn mà. Tụi bay vào đây tao cởi quần con gái tao cho tụi bay xem. Với cái tính khí như vậy mà làm sao bệnh dễ dàng như thế? Lo ấm ảnh cái 3 tỷ này nè, tôi làm nghe xong là tưởng đâu có sẵn rồi, có liền rồi ha, nói là có ngay ha, thành ra đó là mệt tim vì mừng quá đó. Có gì thấy chưa, đó là đây là chính điều là một cái câu chuyện gì ông Văn Văn Minh, và sẵn đây chính cũng nói luôn với bộ thông tin văn hóa, hay là bộ về bên nghiên cứu lịch sử, hay là bộ về cái gì ở bên về vấn đề văn hóa ở phía Bắc á, thì ông cụ mà Giang Văn Minh này đó là đổ thám qua, đồng thời nữa là người ở Đường Lâm, tức là thuộc Hà Nội. Nhưng mà cái miếu thờ của ông cụ Giang Văn Minh này xoàng quá, với tư cách một người dân yêu đất nước của mình, mong rằng là những người mà kêu là phụ trách về lăng miếu lăng tẩm để mà tri ân những người xưa đã có công với đất nước chúng ta bằng mọi cách, bằng tinh thần hay là bằng võ trang để chống lại quân thù này nọ đó, xin được có một cái sự trang trọng về tôn thờ, thờ phượng cho tử tế, trang nghiêm, sơn phết lại và làm cho trang nghiêm hơn quý vị. Đó là chính muốn nói như thế nha quý vị. Ông Văn Văn Minh này sinh ở Đường Lâm. Và ngày xưa là cái tên nó nghe khó nhớ lắm, nhưng mà giờ ngày nay là Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội nha quý vị. Tức là thủ đô Hà Nội của chúng ta đó. Nhưng mà có một cái miếu thờ rất là cô quạnh, rất đơn sơ, rất sơ sài, rất là xoàn xỉnh. Thành ra mong rằng đây là một người có công với đất nước của chúng ta về mặt danh dự và có nhiều cái công khác. Quý vị nghĩ coi, một năm mà cống qua một người mà đúc bằng vàng qua cho cái giặc phương Bắc đi cống thần qua bên đó, nhưng mà nhờ ông Văn Văn Minh mà vua nhà Minh ra chiếu lệnh bỏ hẳn cái tục lệ đó luôn. Một cái sự khôn khéo vô cùng, thông minh vô cùng luôn quý vị. Không khác nào mà kêu là Trạng Bình hay là như là những cái cụ Lê Quý Đôn mà chúng ta cho là rất là thông minh, hay là cụ Mạc Đỉnh Chi là lưỡng nguyên đó quý vị. Lượng quốc Trạng Nguyên đó. Đó thì quý vị thấy không, đất nước chúng ta có rất nhiều người có tài, có trí và có lòng yêu đất nước, thậm chí mà cả cái mạng sống của mình họ không tiếc. Đó thì mong rằng tất cả chúng ta phải ôn lại lịch sử để chúng ta thấy rằng đất nước của chúng ta có biết bao nhiêu là nhân tài nha quý vị. Ngày hôm nay thì vợ chồng ông Dũng và bà Hằng là một cặp vợ chồng khó kiếm khó tìm. Mong rằng ơn trên để ý giùm cái vụ án này nha quý vị. Đây là tôi mong như thế. Mong ngài Nguyễn Phú Trọng, mong ngài Phạm Minh Chính và mong tất cả những người đang giữ lãnh đạo, mong ngài chủ tịch đất nước, ngài Võ Văn Thưởng và phu nhân của mình xin được hãy để ý tới cái vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Quỳnh Quy Dũng. Xin được cảm ơn tất cả, xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài nói chuyện của Chính Tiền Giang, và cảm ơn chú Kinh, Lý Lắc và Lóc.